Ôi, cô đi đâu đây mà sao giờ này cô mới đến hả? Đã thế điện thoại gọi bao nhiêu cuộc mà không nghe cô. Nghe điện thoại thì giải quyết được vấn đề gì? Sai lầm của ngày hôm đó là quyết định của ngày hôm nay. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ nghỉ việc. Ê, từ từ đã, cô suy nghĩ lại đi. Chúng ta mới vào nghề được có hơn 2 năm, thất bại là chuyện bình thường chứ, đúng không? Hơn nữa ấy, công việc này là niềm mơ ước của cô với cả của gia đình cô còn gì. Với cả tôi rất muốn cống hiến bởi vì tôi rất yêu công việc này. Không biết cô như thế nào chứ nhưng sống chết gì tôi cũng muốn là người của cục. Hai cô cậu đã thất bại trong nhiệm vụ lần này nên là bắt buộc phải trả giá. Và cái giá phải trả không hề rẻ đâu. Đọc tài liệu của mình trên mặt bàn đi. Đây là ông Sơn Sẹo, một ông chủ mua ma túy khét tiếng. Nhà ông ấy 3 đời làm nghề này rồi nên là tóm được ông ta không dễ đâu. Tôi không muốn mình phải thất bại trong nhiệm vụ lần này giống như các đồng đội tôi đã từng. Vì thế hai cô cậu làm nhiệm vụ cho tốt rồi đấy. Tôi đã sắp xếp cho hai cô cậu một thân phận hoàn toàn mới. Cậu là Nguyễn Minh Tuấn, cô là Hoàng Thị Hiền. Nhớ lấy thân phận của mình đấy, đừng có nhầm. Nhất là cậu. Đã là Thị rồi lại còn Hiền. Chị nhìn tôi có giống với cái tên đấy không? Tôi thích là được. Còn đây là con trai của ông ta, cao ráo, đẹp trai, trắng trẻo, vừa duyên, là gu của rất nhiều cô gái bây giờ, trong này có cả tôi. Vậy chúng ta phải làm gì với cậu ta? Đương nhiên là tiếp cận với ông Sơn thì khó rồi, nhưng tiếp cận với con trai ông ta thì cực kỳ dễ. Nên là tôi có một món quà đặc biệt cho hai cô cậu đấy. Đây là đồng phục học sinh của hai cô cậu, cầm lấy và làm nhiệm vụ cho tốt. Nếu như nhiệm vụ lần này thành công thì chắc chắn hai cô cậu sẽ được bổ nhiệm vào đội đặc vụ cao cấp. Đối với tôi không gì là không thể. Chị cứ đợi đây, chúng tôi sẽ phá được vụ án này. Trông mình cũng giống học sinh. Quên đấy. Nhờ. Ôi, thật nhớ những ngày còn là một cậu bé học sinh quá đi à. Nhìn cái gì? Cậu mà không muốn đi gặp ông bà sớm ấy, cụp cái mắt lại. Tôi đã nói cái gì đâu. Sao cái bọn học sinh bây giờ ăn mặc mát mẻ thế nhở? Đi. Sao đây? Tôi chết rồi. Ví của tôi đâu nhở? Cô thử nhớ lại xem lúc nãy cô có để ở đâu không? Vừa nãy bọn mình chỉ có ăn sáng, xong rồi đến thẳng trường. Hay là tôi để quên ở hàng ăn rồi? Ơ? Dám ăn trộm đồ của tôi à? Tôi cô hiểu nhầm rồi. Hiểu nhầm á? Thế đây là cái gì? Cậu cầm cái gì trong tay đây? Tôi vừa nhặt được cái ví này, định tìm người để em trả mà. Ây da. Của cậu à? À, ừ, của tôi. Con gái đánh đâu ấy? Trông, cậu bị làm sao đấy? Không sao đâu. Hiểu nhầm thôi. Hiểu nhầm á? Này, cô không mau xin lỗi đi.
xin lỗi nhờ anh em nhé. Cô đừng tưởng cô xin lỗi là xong nhá. Cậu nhìn đi, cô bị người ta đánh như thế này, rồi chẳng may bố không nhìn thấy có phải chết không ạ? Nếu bố tớ có hỏi thì cậu cứ bảo là tớ đi đá bóng thì bóng bay vào mặt nhá. Nói rồi á. Thôi ngốc ngồi lớp đi bộ đội. Thôi con gái đánh đá thật đấy. Thôi kệ họ đi, mình vào lớp đi. Ui. Chúng ta đã biết được Trung là con trai của Sơn Sẹo rồi. Thế mà cô còn tẩn cho chúng một trận tơi bời như thế, thế thì làm sao mà chúng ta tiếp cận được chứ? Thì ai bảo cậu ta đứng ở đấy, chân của tôi đâu có mắt đâu. Cậu ta phải biết đường mà tránh ra chứ. Mà đằng nào tôi cũng xin lỗi rồi còn gì. Không lẽ bắt tôi phải quỳ xuống thì mới vừa lòng? Không phải là ý đó, nhưng mà ở bên trên đã lệnh rồi, sếp Thu cũng đã nói đàng hoàng rồi, chúng ta phải cơ cẩm bằng được cậu ta. Có bao nhiêu cách để tiếp cận, tại sao lại cứ phải là yêu đương? Trụ sở thì toàn các bà chị già, mà đã già thì già hẳn cơ, còn đâu thì toàn là con trai. Có mỗi mình cô là con gái mà lại còn có tí xinh đẹp trẻ trung. Hơn nữa ấy, mọi người cũng đã thử hết tất cả các cách rồi, có mỗi cách này là chưa thử thôi. Thế nhưng mà tôi đâu có biết mấy cái chuyện đấy. Ấy, chuyện gì? Thì chuyện đấy đấy. Ồ, thế là Thu chưa yêu ai à? Thế bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao không ai dám yêu cô rồi. Cùng lắm thì tôi bỏ việc là xong chứ gì. Tôi cũng không muốn tham gia cái vụ này. Cậu ta còn kém tuổi tôi nữa, yêu đương cái gì chứ. Này, từ từ đã. Chúng ta đã đi với nhau quá biết bao nhiêu là chuyện rồi, thế mà chỉ vì một chuyện như này mà cô bỏ, liệu có xứng đáng hay không? Còn nữa, cô cũng muốn làm người có ích cho xã hội còn gì. Bây giờ cả một băng đảng khét tiếng như thế, hại biết bao nhiêu là người, chả nhẽ cô lại khoanh tay đứng nhìn à? Ừ, được rồi, cô cứ như thế đi, tôi sẽ làm vụ này một mình. Mà phải sợ nữa. Ừ nhà, tôi quên mất đấy. Này, kia có phải là ông Sơn không? Ôi cha, hôm nay con học môn hóa trang à? Mà tại sao lại mặt mũi thế này? Thế làm sao? Ờ, chính hắn ta là Sơn Sẹo đấy. Phải nghĩ cách gì để tiếp cận lão ta mới được. Hai đứa lên xe đi, Ngọc cũng lên xe luôn để bác đưa về. Hai đứa là... À, hai cháu là học sinh mới chuyển trường đến đây đúng không nào? Mà bốn mắt cái này, tại sao lại không nhìn thấy gì sao? Dạ, cháu xin lỗi ạ. Dạ, vâng, đúng rồi ạ. Bọn cháu là bạn học cùng lớp với bạn Trung ạ. Cháu là Hiền, còn bạn cháu là Tuấn ạ. Dạ, vâng ạ. Chú xem bây giờ chân của bạn cháu nó đang bị đau như thế này ạ. Đau đâu? À! Dạ đấy chú ơi, chú xem mắt mũi của nó thì đã không tốt rồi, bây giờ chân cẳng cũng đau như thế này, hay là chú cho bọn cháu đi nhờ đến bệnh viện được không ạ?
Không ạ, phòng khám thôi cũng được ạ. Không được đâu bác ơi. Chính ông ta là người đã làm cho Trung bị tím mắt đấy bác ạ. Dạ, cái này cháu không cố ý đâu ạ. Cháu chỉ vô tình thôi ạ. Bố ơi, không phải lỗi của bạn gì đâu ạ. Là lỗi của con đấy. Bố cho các bạn đi nhờ xe đi bố. Tại sao cậu ta lại giúp mình nhỉ? Nhìn mặt lại còn không có biểu cảm gì. Đáng nghi thật đấy, mình phải cẩn thận hơn mới được. Cháu xem có sao không? Khổ thân thằng bé. Hay là để bác đưa đi khám xem có bị làm sao không nhá. Dạ thôi bác ạ, không cần đâu ạ. Bác chỉ cần cho bọn cháu đi nhờ xe đến bệnh viện thôi ạ. Còn bọn cháu lớn rồi, bọn cháu tự vào khám được ạ. Mà lát nữa bố mẹ của bạn ấy cũng đến đón ạ. Dạ vâng ạ. Thôi, tùy hai cháu. Để bác đưa lên xe nhá. Xuống xe lâm luôn đi. Xuống xe đi. Rồi, chúng tao không sống được luôn đi. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Thế có cần để bác đưa vào trong khám không? Dạ không, không ạ. Dạ thôi ạ, bọn cháu lớn rồi, bác cứ để bọn cháu tự vào khám ạ. Thế vậy bác đi trước nhá. Dạ vâng ạ, chào bác ạ. Suýt nữa thì cô hại chết tôi rồi đấy, cô biết không? Tôi cho cậu nói lại câu đấy đấy. Bởi vì tôi vừa làm được một việc vô cùng quan trọng. Chuyện gì? Tất cả đấy chỉ là cái cớ thôi. Bởi vì tôi đã nhân cơ hội ngàn năm có một đấy để đặt máy nghe lén trên xe ô tô. Thật á? Chứ còn sao nữa? Chắc chắn là cậu không bao giờ nghĩ đến điều này đúng không? Tôi xong rồi. Tôi xong thật rồi. Sao? Sao mà cái mặt cứ ngạt ra thế? Thì cái máy nghe lén đấy, hôm trước cô làm hỏng, tôi đã kịp sửa lại đâu. Thì cô gắn lên trên xe đấy thì có tác dụng gì chứ? Cái gì? Tại sao? Tại sao? Hỏng mà không sửa đi. Cậu làm hỏng hết việc của tôi rồi. Thì cô có hỏi tôi đâu? Rồi ạ. Sao cái gì cũng là tại mình chứ? Có nhất thiết phải làm như thế không? Đương nhiên rồi. Đây là việc mà sếp Thu đã ra lệnh. Chúng ta không thể làm trái được đâu. Mà cô yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị mấy cách rồi. Lần này đảm bảo là được. Thế anh có nhiều kinh nghiệm tình trường lắm á? Tình yêu thì tôi chưa yêu. Thế nhưng mà tôi đã nghiên cứu về cái vấn đề này rất kỹ rồi. Thì thôi, tôi nghĩ là không cần phải làm đâu. Tại vì tôi biết trước là sẽ thất bại rồi. Chưa thử thì làm sao mà biết được chứ. Cô yên tâm đi, lần này á đảm bảo được. Cách 1, em luôn là nàng thơ. Cô chỉ cần bước tới, mỉm cười nhẹ nhàng, lâu lâu liếc mắt đưa tình. Ánh mắt của một cô gái e thẹn, yêu nhưng ngại không dám nói ra. Sủi ui, cao mới chẳng có, mặn lại mà. Cố lên, cố lên. Thôi đi, đừng có bắt tôi phải nữ tính với cả thục nữ. Tôi không làm đâu, không làm. Ok,
không làm thì cô nói với tôi là được. Cô vu phu như thế, bảo sao mà anh không có người yêu. Tôi đây chẳng rảnh để mà suy nghĩ chuyện yêu đương, mà cũng chẳng có hứng thú để tìm hiểu xem là các chàng trai suy nghĩ gì về tôi đâu. Được rồi, nhưng mà lần này nhá, tôi còn một cách nữa. Cách này đảm bảo là được luôn. Cách 2 có tên là thiếu nữ, hay còn có thể hiểu là thiếu nữ tính. Với một cô gái mạnh mẽ, cá tính như cô ấy, thì đây ắt hẳn là một cách để chốt sổ với cậu bạn trai lơ mơ này. Đừng ăn kem nữa, ăn em đây này. Sao? Thấy được của nó chưa? Đấy, tuy là cô hơi màn hình phẳng một tí, thế nhưng mà ấy, sử dụng cái cách này ấy, thì đảm bảo là không có một thằng đàn ông nào có thể thoát được khỏi tay cô luôn. Dạ. Mèo mèo hả? Này thì mèo mèo này, mèo mèo này. Sao? Quyến rũ chưa? Lần này nhá, thì người không thoát được khỏi tay tôi là cậu đấy. Biết chưa? Tôi sai rồi, tôi xin cô, tôi biết lỗi rồi, được chưa? Ê! Kiếp trước mình mang nghiệp gì mà bị cô ta hành hạ như thế này chứ? Cậu mà không im mồm đi thì đừng có mà trách tôi. Kìa, cậu ta đến rồi. Vào vị trí đi. Đây, vũ khí của cô đây. Nhớ là lần này đừng có đánh cho cậu ta thâm nốt mắt còn lại đấy nhá. Còn nói nữa tôi đánh cậu đấy. Cậu làm gì ở đây đấy? Chào cậu này. Ây da, đau. Đau Bây giờ cậu phải dùng cái lòng trắng trứng như thế này, chườm lên mắt, như vậy thì nó mới nhanh hết bầm được. Còn ngồi đấy, móc đi. Này. Hả? Tôi đến để xin lỗi cậu chuyện hôm trước. Tôi biết cậu không cố ý mà. Mà sao con gái gì tính cậu như đàn ông đấy. May cho cậu là tôi còn hiền lành đấy. Cậu mà gặp mấy thằng đầu gối trường là rách việc đấy. Lại ra cái vẻ tử tế nhưng mà cũng kinh đấy. May là thần kinh mình vững, chứ không chắc là cậu ta qua mặt rồi. Ngày đầu tiên đi học, tôi tưởng là tôi bị mất ví, nên tôi mới như thế thôi. À, cho cậu này. Lại giả nhân giả nghĩa đi. Cảm ơn. À, này, hả? Cậu sướng thật đấy. Gia đình của cậu giàu có như thế, còn có một ông bố rất là quan tâm, ngày nào cũng đưa đón cậu đi học. Gia đình cậu làm nghề gì đấy? Nhà tôi chỉ là bán gỗ bình thường thôi, nhưng mà làm từ đời ông bà tôi rồi, nên bây giờ mới có cổ ăn cổ để đấy. Câu nào cũng giả dối. Thế à? À, mà còn cậu, gia đình cậu thì sao? Bố mẹ tôi mất sớm, thế nên là khi mà nhìn thấy cậu được bố quan tâm như vậy, tôi thèm khát lắm. Tôi hiểu cảm giác của cậu mà, tại vì mẹ tôi cũng mất sớm. Mà này, tôi nghe các bạn bảo là nhà cậu còn làm nghề gì nữa cơ. Nghề gì nhỉ? Thế á? Tôi không biết đấy. Với là công việc làm ăn của bố tôi không can dự vào đâu. Tốn quả trứng của mình, biết thế ăn hết cho xong. À, này, đường cậu về nhà cũng cùng với cả đường của tôi đấy. Ngày nào tôi cũng thấy bố cậu đưa đón cậu đi học mà. Thế á? Thế cậu có muốn đi cùng tôi không? Tôi bảo bố tôi nhá. Thật á? Ừ. Nhưng mà như thế ngại lắm. Tao xin chúng mày đây, mấy con bọ này. Tao ở đây chưa đủ khổ hay sao mà chúng mày cứ đốt tao đi.
chả phải là Ngọc sao? Anh... Úi ôi, sao cái đồ gì? Không phải ngại đâu. Lần trước cô gặp bố tôi, bố tôi thoải mái mà, đúng không? Nhá. Thế thì ngày mai gặp cậu nhá. Nhất trí. Chung vào lớp rồi, mình vào lớp thôi. Cảm ơn cậu nhá. Để tôi. Ai hùng? Ây da. Hôn nhau kìa. Tới luôn đi, tới luôn, tới luôn, tới luôn. Đau quá. Cậu có làm sao không? Tôi không sao. Rồi ơi, đúng là cổ ấy chết cũng chả bao giờ sửa được cái tính đàn ông của mình. Chết rồi, mau muộn như thế này, không hiểu cô giáo có mắng mình không nhở? Mà mấy con bò này, chúng mày đốt vào đâu không đốt, chúng ta đốt nó mông sao thế? Cậu làm sao không? Ây à, đau, đau đâu? Cậu ở đâu từ đấy? Xin lỗi. Tôi chỉ muốn nhặt cái thẻ của cậu mà. Ừ thì tôi cũng tự nhặt được chứ sao. Tôi chưa thấy người con gái nào mà hay động tay động chân như cậu đấy. Mỗi lần tôi có ý định tốt là lại bị ăn đòn. Xin lỗi nhá. Mà cậu võ đông giỏi thế. Tôi không có bố mẹ từ nhỏ, thành ra phải học lén để còn tự vệ thôi. Đi vào lớp đi không muộn. Đợi tôi ơi. Xe với chả cộ kiểu gì, giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Cậu ta mà dám bỏ bom mình á thì đừng có trách. Này, cậu định cho cô ta đi cùng á? Ừ, xe mình vẫn còn nhiều chỗ mà. Cậu đợi còn lâu không? Lâu mình đánh cho cậu một trận chứ còn đứng đấy mà hỏi à? Không sao đâu. Thì cậu lên xe đi. Cậu lên ngồi đi. Thôi, để tôi ngồi ở trên. Sao đi mà gì mà không đợi nhau hết thế? Tôi quên mất, chưa nói với cậu là đi học cứ phải có tôi, cậu ta mới đi học được. Xe còn nhiều chỗ mà, cậu lên xe đi. Cô làm cái gì thế? Sao cô lại đánh tôi? Con gái sao ấy, sao mà hết người này đến người kia hát ủi mình thế không biết chứ. Bực mình thật đấy, mày làm sao đấy hả? Trang, 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 cậu bị đau đầu à? Giả vờ thương hại tôi, thôi đi. Hiện nguyên hình đi, đúng là làm người ta khó chịu. Cô giáo giao nhiều bài tập quá. Cô làm cái gì đấy? Cô giáo giao bài tập nhóm đấy, hay là chúng ta làm chung nhóm đi. Đằng nào thì chúng ta cũng đi học cùng nhau mà, đúng không? Ai muốn học chung nhóm với hai cậu chứ? Nhóm chúng tôi chỉ có hai người thôi, không còn hai cậu đâu. Nhưng mà nhóm hai người làm buồn lắm. Làm bốn người hiệu quả hơn mà. Cậu định đưa hai cậu ta về nhà? Ừ,
các cậu về nhà tôi làm bài tập nhá. Cũng được đấy. Như thế thì tốt quá rồi, còn gì bằng nữa đúng không? Ai tốt bằng nhá. Cậu ổn sao không? Cậu đừng mà tôi thử một cái khác nhá. Ngọc nói như vậy là sao nhỉ? Chẳng lẽ cậu ta đã biết điều gì rồi à? Đây là chiếc bút quay lén, cô chỉ cần xoay bút là có thể quay và ghi âm một cách đơn giản mà hiệu quả lại vô cùng cao, lại còn không bao giờ bị phát hiện nữa. Hay lắm. Thôi đi. Hôm nay bố tôi có khách nên tí nữa các cậu vào phòng tôi học nhá. Ok luôn, tôi ấy là tôi không có ngại đâu. Alo. Alo bác Sơn ạ. À? Bác ơi, hôm nay Trung dẫn Tuấn và Hiền đến họp nhóm đấy bác ạ. Vâng vâng, bọn họ đang đến nơi rồi đấy bác. Tôi biết rồi. Chào bác ạ. Chúng mày cần phải xử lý cho sạch sẽ vụ này. Đừng để bọn tội ma nó sợ đến, kẻo lại rách việc ra. Mình không muốn động đến chúng nó đâu, mà chúng nó cứ moi móc ra đấy chứ. Em không nể nang gì đâu. Đúng vậy đấy anh ạ. Dạo này chúng nó thắt chặt, đặc vụ ngầm giả danh người dân điều tra, không biết đâu mà lại. Vậy nên chúng mày càng cẩn thận hơn. Biết được đứa nào trà trộn vào xã đoàn thì xử lý ngay cho chúng nó sáng mắt ra, không dám làm càn. Vâng. Các cậu vào nhà đi. Bố. Các cháu về rồi đấy à? Vào đây làm mình ván caro. Anh ơi, em thắng rồi. Ê, em cho anh thêm cái sẹo nữa. Vui nhỉ. Thôi chơi bố chán lắm, con chơi toàn thắng luôn, con chả chơi đâu. Dạ chúng cháu xin phép ạ. Thôi mấy đứa lên nhà đi học đi, nhà có cô giúp việc, nếu muốn ăn hoa quả hay là chuẩn bị uống nước gì ấy, thì bảo cô chuẩn bị cho nhá. Trung còn nhớ đón tiếp các bạn cho tử tế vào nhá. Dạ vâng ạ. Bọn cháu không ngại ạ. Cứ thấy đồ ăn là sáng mắt. Đấy, đoạn này cậu phải làm như thế này này. Hay rồi đấy, cậu giỏi đấy. Chị ạ. Ôi. Ôi. Cậu ta không nghĩ ra được cái kế hoạch nào tốt hơn hay sao? Này, hôm qua cậu ăn cái gì mà hôi thế? Tớ đau bụng quá. Này, cho tớ hỏi nhà vệ sinh ở đâu đấy? Nhà vệ sinh ở ngay kia, tớ đưa cậu đi nhá. Thôi không cần đâu, để cậu đưa đi như vậy kỳ lắm. Cậu chỉ chỗ cho tớ là được rồi. Cậu ra ngoài kia, dãy bên tay trái. Nếu mà không tìm thấy thì hỏi cô giúp việc nhá. Thôi, cái đoạn này ấy, cậu phải làm như thế này nhá. Nhớ nhá. Cháu tìm bút, tại sao không hỏi bác trước? Dạ cháu... Tại cháu...
nắm bút đây này, cho cháu. Dạ, cháu xin bác ạ. Đi thôi, đừng để mà tôi phải chờ lâu nữa. Dạ bác ạ. Để mệt mà. Rõ ràng là cậu ta biết mình không phải đi tìm bút, tại sao lại giúp mình nhỉ? Chẳng lẽ cậu ta biết điều gì đó? Cậu đi lạc à? Không, tại tôi đau bụng quá nên hơi lâu. Thế á, cậu đau bụng lắm không? Tôi đưa cậu đi khám nhá. Không cần đâu, tôi giải quyết là xong đấy mà. Ai à? Cậu sao ấy Tuấn? Ôi, cái bụng của tôi đói quá. Thế thì mình làm nốt bài này rồi tôi bảo cô giúp việc làm đồ ăn cho mình nhá. Ok, chúc luôn. Đấy, tiếp đi. Chẳng lẽ cậu ta lại tốt bụng như vậy? Sao tự nhiên lại giúp mình nhỉ? Hay là mình hỏi thẳng cho xong? Không được, nếu mà làm như vậy khác nào mình tự nhận là mình có ý đồ xấu với ông ta. Sao đấy? Bài này khó quá à? Để tôi giảng giúp cậu nhé. Ui, sao mà khó thở thế nhở? Để tôi giảng cho này. Đây đấy. Hiền, cậu hiểu tôi giảng gì không đấy? Hiền. Hiền á? À quên, mình là Hiền mà. Cái đoạn này tôi chưa hiểu lắm, cậu giảng lại cho tôi đi. Đây, dễ cực. Đây, 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 đây. Dính rồi. Thôi, tập trung đi nào. Phải không? Cậu hiểu chưa? Ôi dồi ôi, sao có mỗi cái bài đơn giản như thế mà mãi cậu cũng không làm được thế? Tôi đói lắm rồi đấy. Cậu có muốn thành bữa ăn của tôi luôn không? À, tôi bảo cô giúp việc chuẩn bị đồ ăn rồi ấy. Cậu với là Ngọc xuống xem cô chuẩn bị đồ ăn xong chưa? Bảo bọn tôi nhé. Tôi không muốn đi cùng cậu ta đâu. Nhưng mà tôi cũng không muốn đi cùng cậu ta đâu. Thôi nào, chúng ta là một nhóm phải đoàn kết lên chứ. Tôi nể cái bụng của tôi lắm thì tôi mới đi Này, mẹ cậu đây à? Đúng rồi, đây là bức ảnh mà tôi chụp với mẹ tôi lúc tôi tròn 1 tuổi. Đây là bức ảnh đầu tiên, cũng là bức ảnh cuối cùng của tôi. Hồi đó tôi còn bé quá, tôi không nhớ được khuôn mặt của mẹ. Nên bây giờ tôi chỉ biết ngắm nhìn mẹ qua tấm ảnh này thôi. Mẹ có bất lý do gì đấy? Bố tôi còn nói với tôi là mẹ tôi mất vì tai nạn ô tô đúng vào ngày sinh nhật của tôi, cũng chính là hôm tôi có với mẹ bức ảnh này này. Cậu ấy đã bị lừa. Nguyên nhân mất bị chụp băng đảng Long Hổ muốn bắt cóc và đòi tiền chuộc. Sau đó, khi ông Sơn đến, chúng đã lật mặt và giết bà An ngay trước mắt ông Sơn. Thái độ này không giống với người đang nói dối. Chẳng lẽ ông ta đã giấu tất cả mọi chuyện, ngay cả cái chết của mẹ Trung cũng thế. Nếu mà vậy, thì cậu ta thật là đáng thương. Tôi sẽ sống thật tốt, để cho mẹ tôi yên lòng. Và cậu cũng vậy nhé.
tại cậu chiếc vòng này. Nó có ý nghĩa gì vậy? Đây là kỷ vật mà mẹ tôi đã tặng cho tôi. Nó giống như bùa hộ mệnh của tôi ấy. Mỗi khi mà tôi mệt mỏi hoặc là gặp bất chắc gì, tôi sẽ ngắm nhìn nó. Như vậy tôi sẽ có động lực để cố gắng hơn. Tôi hy vọng là khi mà tặng cậu chiếc vòng này rồi, còn nó ở bên cạnh, cậu cũng sẽ có thể vượt qua được tất cả mọi chuyện khi mà không có mẹ cậu ở bên cạnh. Đây là quà mẹ cậu tặng cậu, làm sao tôi để cầm được chứ? Vậy nên khi mà tôi đã tặng cho cậu rồi thì cậu phải giữ gìn nó cẩn thận đấy. Cậu mà làm mất là cậu chết với tôi. Cảm ơn cậu nhá, tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận. Này, sao cậu không vào đi, cậu đứng đây làm gì ấy? Cậu ý, phải khâu cái mồm cậu lại, vô duyên hết cho nói. Mình không có duyên với con gái thì khó. Các cậu về cẩn thận nhá. Bọn tôi về đây. Bye. Chúng ta vào nhà đi, tôi thấy ở đây nắng quá. Ừ, mình đi. Thì hôm nay vào phòng ông ta cô có tìm được gì không? Tôi đang lo lắm đấy. Ông ta không để lộ bất kỳ một thông tin gì cả. Hơn nữa, trong lúc tôi đang đi tìm, bị ông ta phát hiện, tôi còn làm rơi mất cây bút. Bây giờ đã không biết tìm nó ở đâu. Thế là cô đang tìm thì ông ta vào à? Nhưng mà chuyện tôi lo lắng hơn cả là Ngọc đã giúp tôi nói dối để lấp liếm chuyện này. Không sao hết, chỉ cần chiếc bút này vẫn còn ở trong phòng thì chúng ta vẫn có cơ hội nghe lén được. Chiếc bút này có một thiết kế rất đặc biệt, dù cho có bị va đập hay là rơi xuống nước thì vẫn có thể nghe lén một cách cực kỳ tốt. Nhưng mà tôi vẫn thấy lo lắm. Lúc đó tôi lấy lý do đau bụng để đi ra khỏi phòng của Trung, nhưng mà khi bị ông Sơn bắt gặp, Ngọc lại nói là tôi đang đi tìm bút. Tại sao cô ta lại làm như vậy nhỉ? À đúng rồi, vừa lúc nãy tôi có nhận được một tấm bản đồ từ tay một tên đàn em của ông Sơn. Học rồi à con? Cho con một cái nhá. Con gái con đứa bốc bác giữa đường thì hả con? Tại vì bánh mì của mẹ ngon quá nên con mới ăn đấy ạ. Thế sáng nay ăn vẫn chưa no à? Từ ngày mai mẹ sẽ đưa thêm cho con một cái nữa nhá. À, dạ thôi không cần đâu ạ, con ăn một cái là đủ rồi. Ăn nhiều quá con sợ béo xấu lắm. Con gái béo mới tốt, nhìn phúc hậu. Hóa ra mày là con của bà bánh mì à? Các cháu là bạn của Trang à? Các cháu ăn bánh mì nha, bánh mì nhà bác làm lấy đấy. Ai bảo bà là tôi là bạn của con này hả? À? Mà bà nghĩ bọn tôi thèm ăn cái loại bánh mì đầu đường xó chợ này của bà hả? Bọn tôi chỉ quen ăn nhà hàng 5 sao do đầu bếp thượng hạng nấu thôi, bà hiểu chưa? Này, bảo sao sáng làm rơi bánh mì mà tiếc lưỡi đi xuống, có khi nhặt lên xong phủi ăn tiếp mới nhờ. Có thể là bánh mì không nuôi các cậu lớn, nhưng mà chắc gì đời ông bà bố mẹ của các cậu đã không ăn bánh mì để nuôi các cậu, nên các cậu đừng có mà coi thường. Bố mẹ tao không bao giờ ăn cái thứ đầu đường xó chợ đấy nhá. Trông trông kìa, bẩn thỉu bụi bặm. Mà có cái gì này, sang mày xem mày còn dán không? Ôi rồi bánh mì nhà bác làm lấy sao lại có thể có dán được? Bác làm không những là bán cho khách mà gia đình nhà bác còn ăn nữa mà. Thế không phải là cái món bánh mì kẹp thịt rán gia truyền của nhà bác à? Chắc là Trang thông minh với cả xinh đẹp, học giỏi như thế này là nhờ cái món đấy đấy. Học nhờ. Thôi rồi. Tôi sẽ thưa với thầy hiệu trưởng để cho hai mẹ con nhà cậu không được bán đồ đây hại người nữa. Bác xin cháu đây, cháu đừng làm như thế.
Cả nhà bác chỉ trông vào mỗi cái hàng bánh mì này thôi. Cháu làm thế thì gia đình nhà bác biết làm sao cháu ơi. Các cậu cố tình làm như vậy đúng không? Ờ đó thì sao? May có bằng chứng gì không? Ok. Cố tình. Bác xin chào. Có chuyện gì đấy bác? Lại sóng gió rồi đây. Hoàng, Hoàng đi mua đồ ăn à? Hoàng thích ăn gì không? Ngọc mua cho. À, Hoàng mua sữa cho Ngọc đi. Ngọc thích uống sữa. Có chân có tay tự đi ở mua. Suốt ngày để bắt nạt người khác thôi. Mày thường ngày ít nói, nhưng mà hôm nay lại ra nói đỡ cho hai mẹ con nhà này. Nha. Thế này thì còn bán làm sao được nữa? Con chịu khó một tí đi. Hôm nay về nhà cả nhà mình sẽ ăn bánh mì nướng con nhá. Đang nghèo lại còn sĩ diện. Đây là cái giá mày phải trả đấy biết chưa? Chỗ bánh mì này tôi sẽ mua lại. Tối nay tôi sẽ mời cậu và mẹ cậu đi ăn cùng. Bây giờ tôi có chuyện cần nói với cậu. Cậu có biết là cậu làm như vậy thì Ngọc sẽ càng ghét và thù hằn tôi hơn không? Biết. Biết? Biết mà cậu vẫn làm như vậy. Không phải cậu nhìn tôi là muốn tôi giúp đỡ cậu à? Phiền chết đi được. Dù sao thì cậu với cả Ngọc cũng là thanh mai trúc mã. Sớm muộn gì hai người chả lấy nhau. Tôi làm như vậy chỉ là để cho hai người có điều kiện gần nhau hơn thôi mà. Tôi vừa giúp đỡ cô rồi. Bây giờ cô phải trả ơn đi chứ nhở? Cậu đừng có mà làm bừa. Cậu nghĩ là tôi muốn làm gì cậu à? Cậu làm người yêu tôi nhá. Cậu đừng có đùa nữa. Đùa như vậy không vui đâu. Tôi nhìn thấy cậu là tôi đã không thể có hứng thú rồi. Thế cậu nghĩ tôi có hứng thú với cậu à? Tôi và Ngọc có hôn ước do hai gia đình sắp đặt. Mà tôi thì không muốn điều đó xảy ra. Vì thế tôi muốn cô giả làm người yêu của tôi để có thể hủy bỏ được hôn ước này. Nhìn Ngọc xinh đẹp với cả xôi thịt như thế mà cậu không thích à? Không thích là không thích. Sao cô hỏi nhiều đấy? Nếu cô đồng ý tôi sẽ thực hiện điều mà cô mong muốn. Nghe cứ như một bản hợp đồng tình yêu ấy nhở. Đây là một việc nghiêm túc. Cô hãy diễn sâu việc này để cô ta có thể suy nghĩ đến việc từ bỏ hôn ước. Đây là một việc rất có lợi với cô đấy. Cô nên suy nghĩ kỹ đi. Mẹ đẻ con bê cho. Mà sáng mẹ uống thuốc chưa? Mà sao mẹ vẫn ho lắm vậy ạ? Dạo này bệnh của mẹ có vẻ nặng hơn ấy. Mẹ uống thuốc rồi nhưng mà chắc là nhờn thuốc nên không có tác dụng. Thôi mẹ chịu khó để con kiếm việc làm thêm rồi con đưa mẹ đi khám lại ạ. Mẹ vẫn ổn mà, con không phải lo đâu. Con cứ cố gắng học hành cho tốt là mẹ vui rồi. Tôi sẽ giúp cậu. Sao? Suy nghĩ sao rồi? Ok. Tôi sẽ nói ra cái điều khoản mà tôi muốn ở trong hợp đồng. Gì cũng được. Miễn sao là cô muốn. Hợp đồng sẽ bắt đầu từ bây giờ cho đến khi mà Ngọc muốn từ bỏ ý định kết hôn với cậu. Và sau khi hợp đồng kết thúc thì tôi sẽ nhận được một khoản tiền, đó là 50 triệu. Nếu như mà ai đơn phương chấm dứt hợp đồng thì sẽ phải bồi thường gấp đôi. Đơn giản, tôi cho con 500 triệu, được chưa? Nhưng mà không có đi qua giới hạn đâu đấy nhá. Không có hứng thú. Thôi được rồi, thế là ok rồi nhá. Cô liệu diễn cho sâu vào để Ngọc có tin mà tôi còn làm việc khác nữa.
Hợp đồng bắt đầu từ ngày mai. Ok, hợp tác thành công. Hoàng ơi! Hoàng! Đợi Ngọc với. Hoàng ăn sáng chưa? Để Ngọc mua đồ ăn sáng cho Hoàng nhé. Hay là Hoàng ăn bánh đi. Bánh mì Ngọc vừa mua ngon lắm. Ơ, đợi Ngọc với. Bánh mì ngon đấy. Hoàng, cậu làm cái trò gì vậy? Tôi là Hoa đã có chủ, đừng có động vào tôi nữa. Người yêu tôi buồn. Anh không maybe. Đừng quên hợp đồng cho chúng ta nhé. Đúng vậy, đâu có ai muốn có người khác bám theo người yêu của mình đâu. Tao không tin, vua Hoàng thích là mày. Gu của Hoàng có là ai thì cũng không phải là cậu. Mình đi thôi Hoàng. Những thứ gì là của tao, tao thà đánh mất đi còn hơn là để được khác cướp mất. Con danh con, mày cứ chờ đấy, mày động nhầm người rồi đấy. Ê! Này! Lớp trưởng! Đi đâu mà vội mà vàng ấy? Tôi phải lên gặp thầy, các cậu tránh ra cho tôi đi. Đừng để, tôi phải nói chuyện này với thầy. Bạn bè nói chuyện có tí, gì mà căng ấy. Sao căng thế? Thế hay là cậu cậy cậu là lớp trưởng, thế nên là cậu muốn làm bố, làm mẹ tụi này đấy. À? Lớp trưởng thì sao? Xinh đẹp học giỏi thì sao? Có tất cả mà không có tiền ý thì cũng vứt. Các cậu định làm gì? Sao? Biết sợ rồi hả? Đây là trường, các cậu đừng có tùy ý làm bừa. Trường thì làm sao? Nói cho lớp trưởng biết nhá. Càng cấm ấy thì bọn này càng thích. Cả cái trường này ai cũng biết tao và Hoàng là thanh mai trúc mã, một cặp trời sinh. Vậy mà mày còn cố tình chen chân vào cản đường của tao hả? Này, nhắc cái chuyện thằng Hoàng ấy, tao truyền đời báo kiếp cho mày biết nhá. Cái loại con hoang nhà nghèo như mày ấy thì không xứng với thằng Hoàng đâu. Bỏ nó đi nha. Các cậu đừng có mà đụng đến gia đình tôi. Còn cậu, Hoàng đâu có coi cậu là thanh mai trúc mã đâu. Cậu đừng có ảo tưởng. Mày, bọn tao đã cho mày cơ hội sửa sai, vậy mày còn cứng đầu á? Chúng mày xử lý nó cho tao. Ai yêu ai này? Bỏ tôi ra, các cậu định làm cái gì? Bỏ tôi ra. Đừng vội, trò vui mới chỉ bắt đầu thôi mà. Bắt đầu mà. Dừng lại. Làm gì đấy? Đây là kết cục cho đứa nào thích đối đầu với ta biết chưa? Để xem mày còn dám tranh Hoàng với tao nữa không hả? Em chúng ta lại. Tại sao các em lại làm thế với ta hả? Trang cái gì cũng biết, nhưng biết điều gì không? Em chỉ để dối loạn bạn gì thôi. Ngọc, em đã làm sai mà không biết nhân lỗi à? Được rồi, các em lên phòng hội đồng viết bản kiểm điểm ngay cho thầy. Nhanh! Mày cho mày đấy. Trang, cậu có làm sao không? Em lau mặt đi. Nào, đứng dậy. Rất là muốn giữ mày lại ở bên mình, nhưng mà làm như thế thì không được. Tao phải trả lại mày cho người ta.
có mỗi khăn, ít lấy ít để. Này, cậu ghen tị với cái khăn này đấy à? Cho không thèm. Không biết là phúc hay là họa, nhờ có cô bạn Thanh Mai Trúc Mã của cậu cho tôi ăn bột mì nên tôi mới nhận được cái khăn này. Cũng coi như đấy là an ủi. Cô ta làm gì cô? Nói ra thì chắc người ngoài chẳng nghĩ là tôi với cậu yêu nhau đâu. Thôi, tôi phải đi tìm hạnh phúc của cuộc đời tôi đây. Tôi hết hồn. Định trả khăn cho thầy Trung đúng không? Cậu nói nhỏ thôi, không mọi người nghe thấy bây giờ. Này, trả cho tôi. Bi, tôi xin cậu đây. Này, không đùa nữa. Mà cũng cảm ơn cậu chuyện hôm trước nhá. Tại tụi nó đông quá, chứ không một mình tôi cũng xử được rồi. Không có gì đâu. Mà này, nhớ phải cẩn thận đấy nhá. Còn nhiều điều đang chờ cậu ở phía trước lắm. Thôi, thôi đi đây. Ơ, thế là thế nào? Đi, đi. Em chào thầy ạ. Tìm thầy có chuyện gì đây? Mà này, từ hôm trước đến giờ ấy, em đã cảm thấy đỡ hơn chưa? Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Em cũng đỡ nhiều rồi. Em đến để gửi lại thầy chiếc khăn ạ. Thầy xin. Dạ, em xin phép về lớp ạ. Em về đi. Hay là em mua trả thầy cái mới nhá. Không sao, cũng chỉ là chiếc khăn thôi mà. Thôi, hai em chỉ đi lên lớp đi. Sao vào giờ học rồi đấy? Vâng ạ. Cậu đi làm gì tôi? Tránh xa tôi ra. Cậu thích thầy Trung à? Cậu nói linh tinh cái gì đây? Nhìn cái mặt thấy rõ luôn. Thế đấy là việc của tôi, liên quan gì đến cậu? Liên quan trực tiếp chứ còn gì nữa. Tôi thì không sao, nhưng mà mọi người nhìn vào mọi người sẽ nghĩ là tôi bị cắm sừng. Mà tôi thì không thể nào bị cắm sừng được. Lại còn cả Ngọc nữa, cô ta sẽ nghi ngờ ngay. Tôi với cả anh ấy chỉ là yêu nhau hợp đồng thôi. Còn tôi yêu ai, đấy là việc của tôi. Như thế là vi phạm hợp đồng. Vô lý thế. Trong hợp đồng làm gì có điều khoản đấy. Thì bây giờ có. Nếu mà cô không chấp nhận nữa thì cô bồi thường hợp đồng gấp đôi đi. Chuyện cô ta là bực mình thế à? Đẹp trai mà. Mà cái tấm hình này mình phải đứng bên cạnh nữa thì gọi là
tuyệt vời. Lại mơ tưởng đến cái ngày bước vào lễ đường với cả cái thằng công tử bột đấy à? Hả? Mày cứ chơi anh hoàng của tao đi. Khi bọn tao cưới nhau á, tao sẽ không mời mày. Chắc gì đã cưới. Này 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 này, phủi phui cái mồm mày nhá. Chuyện bọn tao cưới nhau ấy chỉ là xảy ra sớm hay muộn thôi nhá. Ờ, đúng. Có thể là có đám cưới đấy. Nhưng mà cô dâu không phải là mày đâu. Tao cho mày xem cái này. Mày nhìn đi. Sao có thể như thế được? Tại sao Hoàng lại thích cái con bán bánh mì nghèo hèn bẩn thỉu đấy chứ? Thì tao đã nói với mày rồi. Bây giờ tao còn đưa cả ảnh cho mày xem mà mày cũng không tin nữa thì tao chịu đấy. Chú có bảo đâu? Nào, ngồi xuống đây. Trò vui mới chỉ bắt đầu thôi nhá. Tao còn có cái này hay hơn cho mày xem đây này. Đấy, xem đi. Nhìn kỹ đi. Có kìa. Ảnh của nó với thầy Trung thì liên quan gì tới Hoàng hả? Rồi ôi. Để tao làm gì? Động não một tí lên. Mày không thấy cái ánh mắt của nó tình tứ với cả thầy Trung như thế này à? Ý của mày là nó thích thầy Trung á? Mày này, sao mày lại có được cái mấy cái tấm hình này hả? Cậu định làm gì tôi? Tránh sao tôi ra? Ơ, này, thả tôi ra, thả tôi ra, thả ra, thả tôi ra, thả ra, thả ra, thả ra. Kinh thật, con danh này kinh thật. Ngay cả thầy giám cũng không tha. Khiếp. Nhìn như thế nhưng mà cũng không phải là loại vừa đâu mày ạ. Lại phải để tao ra tay. Nhưng mà lần này á, tao phải cao tay hơn để trị cơn hồ ly tinh này mới được. Ra đây. Đấy, trời ơi, lớp trưởng. Lớp trưởng nhưng mà cua cả thầy Trung, cua cả sao cả Hoàng nữa. Miếng này to đấy nhưng mà buốt. Đúng là cái loại lẳng lơ thảo mai. Thế mà ghét. Cái loại này làm lớp trưởng à, chỉ để cặp kè với thầy thôi. Nhà nghèo mà. Nên là phải nghĩ kế để vượt khó chứ. Dùng mưu hèn kế bẩn. Chỉ khổ anh Hoàng của tao thôi mày. Các cậu đừng có mà bịa đặt. Nói gì cơ? Ai bị đặt cơ? Thôi, mình vào lớp đi Trang. Đấy, bảo sao học sinh lúc nào điểm cũng cao nhất lớp. Chỉ có bán thân lấy điểm thôi. Cái loại này, cái loại là khi cái loại mày chắc lấy free nhỉ? Mới nhất phát ra là có quyền. Ô la la, bạn Trang của chúng ta đến lớp rồi. Chắc là được thầy Trung đưa đi học đúng không? Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Đi, chuyện gì vậy? Sao lại có cái này? Sao có thể như vậy được? Ôi, Trang đây à? Úi dồi ôi, sao nhìn phờ phạc thế? Chắc là đêm qua không ngủ, tâm tình với cả thầy Trung cả đêm có đúng không? Cậu đừng có nói linh tinh, ảnh hưởng đến thầy Trung. Bạn, tối nay đã có anh nào đặt hàng chưa? Nếu chưa có anh nào đặt hàng thì để chỗ ra tớ nhá. Trông ngon nghẻ như thế này cũng đáng bỏ đồng tiền ra mà khám phá hết đấy. Các cậu cậu ngại gì,
Nếu mà ngại ấy thì tí nữa về chỗ nhắn tin cho tớ nhá. Cậu không cần phải lăn tăn về giá cả, tớ sẽ trả cho cậu đầy đủ mà còn bo thêm cho cậu cơ. Alo, alo, cậu luôn. Yeah. Tôi không ngờ cậu đẩy mọi chuyện sai mất tôi tưởng tượng rồi đấy. Không phải những gì cậu nghĩ đâu, tôi không làm ra những việc này. Ai? Là ai đã làm ra những việc này? Có giỏi thì ra đây chứng minh đi. Ai? Ai? Ai nhỉ? Ai làm đấy? Ai làm thì nhận đi. Không làm thì sao phải sợ? Mà chứng cứ đầy ra đây rồi, mày còn cãi được à? Hả? Đúng là cái loại gái nhanh già mồm mà. Là cậu làm đúng không? Này, đừng có ai nói vớ vẩn như thế chứ. Tao đâu có rảnh đâu mà chui gầm giường của mày. Lúc mày đi khách hả? Ờ, đúng đấy. Đúng không? Đúng không? Hay rảnh đúng không? Đường đường xinh đẹp như này mà chui gầm giường. Các cậu đừng có ăn nói linh tinh, sẽ ảnh hưởng đến thầy Trung đấy. Đấy đấy đấy, thấy chưa, thấy chưa? Chưa gì đã tên thầy Trung chằm chằm rồi. Mày còn cãi được sao hả? Chuẩn chưa? Hoàng! Điều nào mà thấy chẳng ra hoàng. Hoàng! Cậu không giúp Trang à? Dù gì Trang cũng là người yêu của cậu mà. Hoàng! Hoàng ơi! Ôi! Tại sao cậu có thể kêu một đứa con gái lăng loàn như thế này chứ? Phải không cả nhà? Ôi, lớp trưởng dọn cái đống ô ấy này lại đi. Trông hãi lắm. Bốc mùi, bốc mùi, bốc mùi. Bốc mùi, bốc mùi. Thôi Trang, mình dọn dẹp đi. Nếu mà mình không làm ấy thì không phải sợ đâu. Ôi, mùi dậy tiền. Này nhá, ông Trung mà bị kỷ luật kiểu gì cũng đuổi khỏi trường. Đúng, thầy giáo mà vô đạo đức, toàn dạy học sinh những thứ đâu đâu ấy. Đến nước này nhá, tao nghĩ chỉ có chuyển nghề thôi. Chả vậy, chả chuyển vội. Chả chuyển thì làm cái gì nữa. Là em đây ạ. Trang, em ăn mặc kiểu gì đấy? Em xin lỗi, em mặc như thế này là bởi vì em sợ những người có ý đồ xấu sẽ nhận ra. Em cứ đường hoàng chính đại cho thầy, chứ em ăn mặc như này ấy, người ta còn nghi ngờ hơn đấy. Em biết rồi ạ. Mà lần này thầy có bị nhà trường kỷ luật không ạ? Nói kỷ luật thì hơi quá. Nhà trường đã xác minh được rồi, hình ảnh đấy chỉ là Photoshop mà thôi. Nhưng mà để tránh tai tiếng thì thầy sẽ chuyển qua lớp khác để chủ nhiệm. Em xin lỗi vì đã làm liên lụy đến thầy ạ. Anh Trung. Anh đợi em có lâu không? Đợi em có lâu thêm một chút nữa ấy, thì có sao đâu. Bảo không nghe cơ. Trang này, vừa nãy em có chuyện gì muốn hỏi thầy có đúng không? Dạ, không có việc gì đâu ạ. Nhà em có việc bận, em xin phép về trước ạ. Thôi anh ạ, chắc là nhà bé có việc bận, mình đi đi. Cô ấy định làm gì đấy nhở? Làm cái gì em nào? Làm cái gì em bỏ tôi ra? Cô không phải làm điều dại dột. Cô không nghĩ đến bố mẹ cô à? Còn rất nhiều người yêu thương cô ngoài đây Chung cơ mà. Tôi làm gì dại dột? Tôi chỉ đứng đây hóng gió một chút cho đỡ buồn thôi mà. Mà anh làm cái gì đây? Định lợi dụng sàm sỡ tôi à?
đồ biến thái mà. Đừng có đi theo tôi nữa. Cô, đừng có làm ơn mất quan mà. Mấy tuần nay Trang không đi học rồi đấy. Cậu không lo cho cậu ấy à? Sắp thi học kỳ rồi, Trang mà không đi học là ảnh hưởng đến học lực của cậu ấy đấy. Đây, cậu có địa chỉ nhà Trang đây này. Cậu qua xem cậu ấy như thế nào. Mà Trang hay bán bánh mì phụ mẹ ở đầu ngõ ấy. Còn việc còn lại là của cậu đấy. Cho cánh mì đi. Sao cậu lại ở đây? Thế bây giờ tôi muốn ăn bánh mì, tôi không phải xin phép cô à? Đợi một chút. Đây, 15.000. Từ từ đã. Xem có ngon không thì mới trả tiền chứ. Khôn như cậu, quên tôi đầy, trả bánh mì đấy. Ngon đúng không? Tiền đây. Tôi không có tiền mặt rồi. Thôi, nợ nhá. Hay. Ai mua hàng mà cũng nợ như cậu, tôi hít không khí để sống à? Hóa ra đây là lý do mà Hoàng không chịu đi chơi với Ngọc á. Thôi được rồi, nể mặt cậu là chủ của cái hợp đồng đấy nên tôi cho cậu nợ. Nhưng mà cậu phải làm việc cho tôi để bù vào số nợ đấy. Mà này, mười mấy nồi bánh chưng rồi mà cậu chưa ăn bánh mì kẹp bao giờ à? Vâng. Hoàng ơi, Hoàng đừng trách Ngọc ác nhá. Đây, bác xem đi. Bằng chứng rõ mười mưa như thế này thì bây giờ cháu phải làm sao hả bác? Dù gì không nể mặt cháu thì cũng phải nể mặt gia đình của cháu. Bác biết chuyện này tại thằng Hoàng nhà bác. Bác sẽ nói với nó, cháu cứ yên tâm đi. Hoàng, mày đi giờ cái thói gì thế hả? Mày đưa đầu đường xóa sợ ở kia dạy con hả? Lại là cô à? Sao ngóc ngách nào thấy cô thế? Đấy, bác thấy chưa? Bố cho bà biết chuyện này, bố cháu sẽ không để yên cho đâu. Cháu yên tâm đi, đã có bác ở đây rồi mà. Hoàng, ngồi đây này. Có chuyện gì bố cứ nói đấy ạ? Sao mày nói chuyện Ngọc như thế hả? Dù gì thì Ngọc sắp là vợ của con rồi, con phải cho nó một chút sĩ diện chứ. Bố thích lấy thì bố đi mà lấy, con không thích cô ta và cũng chẳng có một cái đám cưới nào ở đây cả. Này, mày đừng có láo nhá. Thế mày định lấy con bé nhà bán bánh mì đầu đường cho chợ gì hả? Con lấy ai thì cũng là sự lựa chọn của con. Con lấy ai mà con yêu thương chứ không phải để củng cố gia thế bố ạ. Nhưng tao không đồng ý cho mày lấy ai, không đồng ý cho một cô gái nào đến đây ngoài Ngọc ra, biết chưa? Thôi bác ạ, cháu sẽ về nhà, cháu sẽ nói chuyện này với bố cháu.
Cô dọa tôi đấy à? Cô nói với bố cô đi, để bố cô chuẩn bị tâm lý mà hủy hôn. Cô yên tâm, gia đình tôi không cần phải dựa vào gia đình cô đâu. Tôi sẽ tự đứng lên bằng đôi chân của tôi, bằng chính thực lực của tôi. Bố này, một là con, hai là cô ta. Bố chọn đi. Con, này, mày ngu lắm con à. Ừ kìa bác, bác để thế mà được hả bác? Để thế làm sao được? Cháu yên tâm đi, tao có bác ở đây. Mà bác sẽ có cách. Bác là bố nó, chẳng lẽ bác là chịu thua nó à? Nhà chồng tương lai mà lại bị đuổi à? Này, mày không phải cà khịa tao nhá. Nhân chi sơ tính cà khịa, không cà khịa ấy, mất vui. Tao đang buồn đây, mày làm nhà cho tao vui đi. Mà cà khịa cũng được. Giờ á, Hoàng càng ngày càng chán tao ý. Tao không biết phải làm sao cả. Nhìn mày ấy, tao còn chán nữa, cũng chỉ là người khác. Nghe thì có vẻ Kiều Phong nhưng mà có bộ dung phục phép đấy nhỉ? Thế nhưng mà chẳng phải mày còn cái chiêu độc đáo cuối cùng sao? Tung ra nốt đi, giữ làm gì? À ừ nhờ, thế mà tao không nghĩ ra. Lần này á, mà trời giúp được nó. Mày á, đúng là bạn tốt của tao. Mà thôi, đưa tao đi lấy đồ đi, nhanh. Chuyện nhỏ, đồ của mày ấy, lúc nào lấy cũng được. Đi, đi. Cầm lấy đi. Cái gì đây? Sao tự nhiên lại cho tôi? Cậu định nhờ vả tôi cái gì đúng không? Không thích thì thôi, đưa đây. Ơ, thế là thật à? Ngu gì mà không lấy. Mà cậu cũng biết chọn phết, trông cũng xinh. Chả qua là thấy có lỗi thôi. Cái gì cơ? À, không, không có gì cả. Đưa đây. Chị ơi, cho cái bánh mì trứng mẹ. Chứ không phải cậu giàu với cái bò. Đi đưa đây. Thôi, tôi xin. Mà tôi đang phải bán hàng cho khách. Này, tâm trạng vui rồi thì mai đi học đi. Ừ, tôi biết rồi. Nhớ đấy, không đi học là tôi đến tận nhà đấy, nhớ chưa? Nhân của nó gắn lên hình nhân thế mạng, như thế thì mới hiệu nghiệm. Tao cũng biết như thế, nhưng mà bây giờ lấy cách nào? Ơ mà này, tóc bà đi đâu mà sao lại rối hết lên thế này hả? Mà tóc đẹp thế, để tôi chải cho nhá. Bà mà cũng có mấy cái sở thích nữ tính này á? Chuyện đơn giản mà, ngoái phát là xong. Cần đây. Mày ơi, thời cơ đến, thời cơ đến.
Bây giờ nhá, mày đi vào lớp, xong rồi mày giả vờ mày ngã vừa vào cái bàn, mày lấy cái cắt tóc trên bàn cho tao. Ngã như thế nào? Nhỡ mà tao ngã thật thì làm sao? Trời ơi, ngã càng thật càng tốt chứ sao? Mày cứ làm cho tao đi. Xong việc tối tao đưa mày đi đu đưa. Mày nói thế, tự nhiên tao lại thấy cái chuyện này nó đơn giản hơn rồi đấy. Để tao nhá. Tao tin mày. Nhá. Này cậu kia, đi đứng cái kiểu gì đấy à? Điên. Cậu ta ngoài cái lúc ngáo ra thì cũng đáng yêu phết nhỉ. Ôi, cái răng nó còn nguyên. Đấy, cố gắng mà làm cho tốt nhá, không được để cho ai biết đâu mày. Có biết ấy thì cũng đừng có khai ra tao. Mày cứ tin là tao. Nhìn thấy cái kẹp tóc của tôi đâu không? Vừa nay tôi thấy cậu để đây mà. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Hay là để tôi mua cho nhá? Mà thôi, không cần đâu. Thầy giáo cũng sắp vào rồi. Thôi, cậu về chỗ ngồi đi. It's 10 years since I was in London. Trang, mình đi về đi. Trang, còn sao đấy? Đau quá, giống như là có kim nó châm vào. Này, Trang không? Bọn tao có rảnh háng đâu mà giúp. Chắc là bị nhập quật rồi. Trang, cậu giúp tớ với. Không biết Trang làm sao ấy. Trang, cậu sao thế? Trang ơi, tỉnh dậy đi. Cậu không được rời xa tớ đâu. Cậu tỉnh dậy đi. Cậu mà có mệnh hệ gì tớ phải biết làm nào. Tỉnh dậy đi. Trang ơi, cậu tỉnh rồi à? Tớ đây rồi, không sao đâu, yên tâm nhá. Bùa của mày cũng nặng đô đấy. Thầy cao tay quá nhở. Cái gì? Mày nói tao chẳng hiểu cái gì cả. Bùa của mày được hình thành từ sự oán hận. Nếu mà mày giữ nó ấy, thì nó sẽ sai khiến mày làm những điều sai trái. Còn nếu mà mày không làm theo yêu cầu của nó, thì mày sẽ phải chết trong đau đớn đấy. Không phải dọa, con này chưa bao giờ biết sợ là gì nhá. Con thần kinh. Đừng quên những gì ta đã nói. Cảo nghiệp quật đấy.
đến lớp rồi à? Đi đâu không? Chồng ơi, em ở bên này cơ mà. Nhìn mà muốn rụng cả trứng luôn ấy. Hả? Mày mà cũng có trứng á? Có. Con này, Hoàng là của ai? Để làm cảnh à? Mày có nhìn thấy chị tao đấy không? Mình không cố ý mà. Mày còn giả mồm à? Mày đừng để tao nóng mắt, là tao cho mày vài đường cơ bản đấy. Mày nghe chưa? Cái loại như thế này mà bố mày cũng nhận vào trong cái trường này học là thế nào nhỉ? Chẳng qua là cái loại nhà nghèo vượt khó nên là được đặt cách vào đây thôi. Nếu mà tao thích ý, tao đã bảo bố tao cho một nút là cút khỏi đây rồi. Thôi con này mày cút đi. Cứ để cho nó đi học ở cái trường này, như thế thì mới có trò vui để chơi chứ, đúng không? Ở cái xã hội này, có người giàu thì cũng phải sinh ra người nghèo chứ. Như thế cuộc sống nó đã bất nhạt. Đây, chị thấy cái ảnh này đẹp không? Không đẹp, xấu hơn tao. Đẹp. Tao bảo xấu. Kém chị. Mày này, mày đẹp không? Nếu mà em mặc thì đẹp hơn chị ấy. Mày á? Tao về bố mua cho. Này, Trang đi, chú mua Trang đấy. Ừ, Trang cảm ơn. Cái váy đấy tao mặc đẹp hơn đúng không? Đúng vị Trang thích luôn. Hoàng ơi, cái nhờ thế này. Vừa nãy cái chỗ này Ngọc không hiểu là có gì, Hoàng chỉ Ngọc nhá. Cái này thầy giảng rất kỹ rồi mà. Thì vừa nãy tại Ngọc không để ý, thế nên là Ngọc chắc không kịp. Hoàng nhá. 14 triệu đi mua đôi giày. Con chỉ Ngọc. Cô cầm lấy chép đi. Đó là bài. Mấy hôm nay thì em dạy như thế nào? Bị làm sao đây? Cả lớp trật tự đi. Thầy có một thông báo nhanh đây. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới. Dương Thị Bi, mời em vào đây. Thầy mong là thời gian sắp tới, chúng ta sẽ cùng nhau hỗ trợ bạn Bi. Thôi, em vào chỗ ngồi đi. Em ngồi cùng bạn Ngọc nhé. Lại thêm một con trông ngáo thế. Tỏ ra là lũ vãi nời mà nó cứ lườm tao. Đúng kiểu người của tao thích. Trời ơi, cái loại mày đi, con nào mày chẳng thích được. Con ngào mới kiểu như kiểu cái con vừa mới vào trường mà đã ngổ ngáo thế này á, không xong với tao đâu. Mắt của mày ý, vừa nhìn nhầm chỗ rồi Bi ạ. Khôn hồn ý thì thu cái tầm mắt của mày lại. Không ý, tao móc ra chơi Bi đấy nghe chưa. Vào đây ấy thì phải nhớ, nhóm này là nhóm Forex, là những thiên thần đẹp trai xinh gái nhất của cái trường này. Không ai dám động vào đâu. Mà này, đây là ngày đầu tiên, các chị ấy chỉ nói thế để cảnh cáo mày thôi. Nó cười khẩy mình kìa. Forex nghe nửa mùa thế. Nghĩ mình là F4 hàng xẻng à? Trường này chắc không thích hợp để dạy cho những bọn ngổ ngáo như chúng mày đâu. Còn đấy,
Đừng có mà động vào tao. Động vào tao thì tao cho chúng mày biết tay. Mày đừng có dọa, con này không biết sợ là gì đâu. Thử thì biết. Trật tự nào, các bạn không nghe thấy tiếng trống à? Ôi giời ơi, nhìn hai mẹ con nó kìa, trông có ô uế cái bộ mặt của cái cổng trường này không cơ chứ. Chỉ bán vài ba cái xiên lẻ thì không biết đến bao giờ mới giàu được nhá. Người ta ấy là chờ lấy chồng đại gia cái kìa, chứ còn bán ba cái xiên này thì đến đời nào mới khá lên được. Nhanh tay lên con. Dạ vâng ạ. Trang, cho uống nước đi này. Uống nước. Cô uống nghỉ tay uống nước đi cô. Trùng tốt với chàng quá. Mẹ ơi, mẹ uống nước đi ạ. Rồi con uống đi. Hai cháu ăn chả xiên nhá. Để cô làm nóng lên cho các cháu ăn. Dạ thôi ạ. Ăn nhiều vào thì mới có sức để học chứ. Cô mời, không phải lo tiền nong gì cả. Nào, Trang, con đi lấy tương ớt với đủ các thứ vào để cho các bạn ăn đi con. Dạ vâng ạ. Bạn ăn cái này ngon này. Chúng ăn đi nhá. Thoải mái đi. Cho Trang cái tóc. Chị này, em chẳng hiểu sao chị ấy thích cái thằng công tử bột đấy nữa. Bao nhiêu năm vẫn thầm thương trộm nhớ nó. Anh Hoàng của ta đẹp trai như kia cơ mà. Nhưng mà Phật độ Trang chứ không phải là độ mày. Tốt nhất là mày nên quên thằng ấy đi. Cả chị nữa đấy. Những thứ ta không có được ý thì người khác đừng nắm mơ mà có được. Chúng mày ra mua xiên ủng hộ bạn Trang thôi. Đi. Trang ơi, tớ vào lớp nhá. Trang ơi, tớ vào lớp nhá. Con chào cô ạ. Cháu ăn gì để cho cô chiên lại cho nóng? Giời ngon quá. Cho cháu 50 xiên. Cái gì? 50 xiên á? Mày nghĩ bọn tao là con lợn hả? Mày... Ơ? Xiên bẩn như này mà mày ăn được à? Linh, cậu quá đáng vừa thôi chứ. Ở trong trường, cậu muốn làm gì đấy là quyền của cậu. Nhưng ở đây là chỗ bán hàng của mẹ tôi, cậu không có quyền phá. Thích. Có trách đi. Thì trách là mày nghèo quá thôi. Biết chưa? Xuất xâm ba cái xiên thùng thỉnh này không khiến cho mày giàu lên được đâu. Đây là trường của nhà tao và Hoàng cũng là của tao. Những cái gì mà của tao ấy có mặt mày thì tao rất là ghét, hiểu chưa? Thế nên ý, hai mẹ con nhà mày hôn hồn hút tao khỏi cái trường này đi. Kìa cháu, cả nhà cô chỉ trông vào mỗi cái chỗ đứng bán thịt xiên này. Nếu mà bắt cô chuyển đi chỗ khác thì cô biết đi đâu. Thôi cháu bỏ quá cho nhá. Trang nhà cô ấy, nó cũng là người hiền lành mà. Nó chỉ muốn được học hành bằng chúng bằng bạn thôi, chứ đâu có dám trèo cao. Thế cô nên biết thân biết phận của mình lại một chút. Đây là lần đầu tiên tôi nhắc nhở cô về việc cô đến gần Hoàng. Còn lần sau ấy thì hai mẹ con nhà cô không sống yên ở đây được đâu, biết chưa? Có giỏi thì chúng mày làm đi. Này, chưa biết gì thì trật tự lại nhảy là hại vào thân đấy. Này, im cái mồm mà không cẩn thận bị đuổi học đấy. Đuổi học cái gì? Chúng mày buồn cười nhở? Bi có làm gì đâu. Bi nhờ. Có giỏi thì chúng mày đuổi hết đi. Đừng có mà cậy đông để mà bắt đạp nhá. Tao đây chưa ngán đứa nào đâu. Giỏi thì nhảy vào luôn đi. Đừng mà đứng đây dọa. Chúng mày cứ chờ đấy. Con Ngọc đã nói thì sẽ làm. Cả ba, con Trang và mày nữa. Cứ chờ đấy. Tao ý sẽ cho chúng mày cút khỏi cái trường này. Biết chưa? Chúng mày đi. Cảm ơn Bi. Không có gì đâu. Gặp mấy bọn như thế này ấy thì phải cứng lên, chứ không nó trèo lên đầu lên cổ mình ngồi đấy. À, thì vì nhà mình cũng nghèo, mẹ mình được bán hàng ở đây là phải được sự đồng ý của bố Ngọc. Mà mình đi học cũng lại không mất tiền nữa. Các thầy cô trong trường đều sợ thế lực của bố Ngọc. Sau vụ này chắc là Ngọc cũng không để yên đâu. Thôi, đi vào lớp luôn đi. Chào chào bác ạ.
mẹ ơi, cho mẹ bán hàng nhá. Con đi vào lớp học đây ạ. Con vào đi, đưa đây mẹ. Chị phải nghĩ cách nào để xử con Bi đi chứ. Mà không hiểu là con Bi nó là cái kiểu như nào nhỉ? Thân phận nó giữ kín như thế. Tao nghĩ Bi nó không phải là người dễ chơi đâu. Bị ngáo à? Bớt ngáo đi. Cái tao này, mày là dạo này hơi bị nhờn rồi anh á. Mày thôi là đi. Nghĩ cái gì mà trả thù con Trang ấy chứ? Cái cưới thì tống nó ra khỏi trường này. Chứ nó mà của cái trường này nữa, tao không yên tâm. Mà còn con Bi ý, cứ để đấy, tính sau. Tao không quan tâm thân phận của nó là gì, nhưng mà ở cái trường ấy, tao to nhất, biết chưa? Chị ơi, em có kế này. Không biết đây mà. Đấy. Cô vụ ông chậu nhìn để chạy tiếp. Chị đồng hồ. Cái đồng hồ của chị đâu? Linh. Linh. Dạ. Mất à? Sao lại mất đồng hồ à? Mày đã tìm kỹ chưa? Tao tìm kỹ rồi. Rõ ràng là người đây. Tao thả nó lại trong cặp không à? Cái đồng hồ bố tao tặng. Cái đồng hồ à? Ở trong cái lớp này ấy, nhà ai cũng là con nhà điều kiện hết. Có cái đồng hồ thì ai thèm lấy. Chỉ có những con nhà mà nghèo quá không có đủ tiền để mua cho con đồng hồ ấy, thì con mới phải đi ăn trộm ăn cắp. Thôi Trang nhờ. Không có đâu, cậu đừng có nói như vậy. Tôi còn chẳng biết đồng hồ của Ngọc trông như thế nào, mà tôi cũng chẳng lấy để làm gì cả. Đúng rồi đấy, tôi ngồi với Trang nãy giờ có thấy gì đâu. Thật ra là mình cũng tin Trang lắm ý. Ở trong lớp với nhau sao lại không tin nhau được. Thế nhưng mà mất như thế này thì chả biết làm sao được ấy. Thật sự là tôi không có lấy. Các cậu nói như vậy khác nào đổ oan cho tôi. Lấy hay không thì lục cặp là biết luôn. Nói nhiều làm cái gì, mất thời gian. Cậu lấy đi, thì đừng trách tôi. Tôi đã nói là tôi không lấy. Nếu không tin thì các cậu cứ lục thoải mái. Chúng mày đâu? Lục tụi nó ở đâu? Lại còn bảo không ăn trộm à? Cái gì đây? Tinh đồng hồ. Chàng, mày còn cãi được không? Đây mà là đồng hồ của cậu á. Có chuyện gì đấy Trang? Còn chuyện gì nữa? Trang ấy, Trang ăn trộm đồng hồ của bố tôi tặng cho tớ. Sao có thể như vậy được? Tôi không lấy mà. Có đứa nào trộm đồ mà nói là trộm không? Trông thì xinh xắn như thế này, không ngờ cậu lại làm những cái chuyện đấy đấy. Trang là định đổi cái nghề bán xiên thịt thành cái nghề xiên đồ người khác cái gì? Đấy Hoàng ạ, Hoàng không biết đâu. Chị Ngọc á, học mãi mới lên được lớp ấy. Thế xong rồi bố chị vừa mua tặng cho chị cái đồng hồ xịn ơi là xịn ấy kìa. Để trong cặp ấy, bọn tớ đi ra ngoài đi chơi, vào trong lớp một cái tìm không thấy. Hóa ra là cái loại ăn trộm ăn cắp này nè. Đầu đường sắt chợ. Sao các cậu lại có thể kết tội Trang sớm như vậy? Tang chứng, vật chứng đầy đủ hết rồi. Mà Hoàng nó còn bênh cho Trang nữa. Tớ nghĩ chẳng có ai ăn trộm ăn cắp lại tự nhét vào cặp của mình như thế cả. Đúng rồi đấy, tôi thấy Hoàng là có lý mà. Thôi đi, tối tôi sẽ gọi điện cho bố tớ, bảo bố tớ đến giải quyết chuyện này. Chúng mày gọi mẹ nó vào đây để cho mẹ nó chứng kiến cảnh con gái nó thế này đây. Không thể để cái loại chuyện này sinh sôi nảy nở trong trường mình được. Mang tiền cho mình ra. Đấy, bà vào mà xem con bà đi. Đẹp mặt chưa? Có chuyện gì với Trang? Đi đến đâu là người bay đến đó. Người khác biết ngay là làm nghề gì.
con không lấy đồ của Ngọc nhưng lại bị nghi oan. Mẹ phải tin con. Nhà tôi nghèo thật, nhưng mà chúng tôi không bao giờ ăn cắp hoặc lấy bất cứ không của ai cái gì. Bởi vậy cô chắc chắn là con Trang nhà cô nó không bao giờ lấy đồ của cháu. Thôi, con hát ý thì mẹ khen hay, nó đúng quá là còn gì. Có chuyện gì thế? Bố ơi, cái đồng hồ này này bố mua tặng con trong dịp lên lớp được ý. Vậy mà Trang nó lấy trộm rồi để trong cặp, bọn con bắt được ý, Trang còn cãi nữa. Trường mình là trường chuẩn, nổi tiếng, không thể để cái loại người này học trong trường mình được bố ạ. Thế này là thế nào? Tôi đã cố gắng hết sức để cho hai người con về đây học, mẹ bán quán ở cổng trường. Thế mà không biết điều, không biết ơn mà để bày ra cái trò này. Các người định làm cái trò gì đây hả? Trang có phải người như vậy. Cháu nghĩ đã có người hãm hại Trang. Tôi mà biết ai có ý đồ xấu với Trang ấy thì có trách. Cậu đừng có bênh Trang nữa. Chứng cứ đã lù lù ra đây rồi. Cậu định nói gì? Hai người không xuất hiện ở đây nữa, làm ô uế cái tập thể này. Chuyện này mà lộ ra ngoài ấy, thì có chết tôi không chứ? Chúng tôi sẽ đi, nhưng mà không thể đổ tội cho con gái tôi được. Là như vậy thì còn trường nào dám nhận con tôi nữa. Này, bà có biết cái đồng hồ tôi mua bao nhiêu không? 120 triệu đấy. Tôi không đem con bà ra công an là tốt lắm rồi. Thôi mẹ ạ, người ta không tin mình nói đâu. Mình đừng xin nữa. Không được, cứ như thế này thì mình biết làm sao hả con? Hoàng, tôi với cậu lên trích cam nhà trường xem ai là thủ phạm. Con không có làm mà. Con của hiệu trưởng có khác. Giỏi đấy. Không phải chuyện của mày. Đừng có xía vào. Không phải chuyện của tao. Nhưng mà tao thấy ngứa mắt đấy. Bố, sao bố lại nhận học sinh cá biệt vào trường? Bố không rõ lắm đâu. Học sinh cá biệt vào trường này cũng là trường hợp đặc biệt đấy. Bố, ở đây bố là to nhất, không phải gì phải sợ ai cả. Thưa thầy, thầy là giáo viên ở đây, cũng là hiệu trưởng của trường này. Tại sao thầy lại để hai con của thầy vô học như vậy ạ? Cô nói thế là tôi không biết dạy con tôi hả? Học sinh gì mà nói lăng nhăng cả. Bậy bạ. Em có thể nói lăng nhăng, nhưng mà còn hơn một số người ở đây vừa ăn cắp lại vừa la làng. Này, cô nói ai đấy? Đừng có ăn nói linh tinh, hối mồm đấy. Thế thì chắc mồm mấy người là cái bể phốt rồi. Cả cô nữa, ngày mai không đến trường. Em mà phải nghỉ học thì chắc con thầy cũng phải nghỉ học thôi. Con thầy lấy đồng hồ của mình nhét vào túi của Trang để trả thù thì như thế có phải đuổi học không hả thầy? Còn những bằng chứng ở đây có đủ kết tội con thầy không ạ? Đâu được, cứ xem điện thoại nào. Ngọc, sao cậu lại làm như vậy với tôi? Cô xóa hết trong này đi. Thế thì để em gọi cho người nhà đã nhá. Alo bố ạ. Hiệu trưởng của trường này không xứng đáng với vị trí của ông ấy đâu ạ. Người chỉ biết cậy quyền, cậy tiền, làm những điều sai trái ấy. Con đã xác nhận rồi ạ. Dạ vâng ạ. Thưa thầy, bố con có vài lời nhắn nhủ với thầy ạ. Alo, Đinh Hùng Sơn đây. Đừng có đùa với Sơn nhá. Sao à? Sao? Chết thật con ơi. Chết bố rồi, chết mất rồi. Cái con hại bố rồi. Bố của ta là ai thế ạ? Bi là con của chủ tịch trường mình đấy. Các con ơi, hại bố rồi. Con ơi. Núi cao còn có núi cao hơn. Vậy nên sống ở đời ấy, đừng bao giờ coi thường người khác. Giết bố rồi. Bố, bố ơi. Bố ơi, để ra đi bố ơi. 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 Bố
không bị đuổi học rồi mẹ ơi. Cô với Trang cảm ơn cháu nhá. À, không có gì đâu ạ. Cảm ơn Bi, may mà nhờ có Bi nên Trang mới không bị đuổi học. Không có gì đâu, đấy là việc nên làm mà. Aigo, Hoàng công tử đã đến rồi đấy cơ à. Sang à? Đúng là lớp yên ổn không? Sao? Tình trấn tiền à? Hay thế nào? À, ăn sáng gì? Đồ ăn sáng à? Tôi ăn cái bánh mì rồi. Có cần tôi beautiful cho cậu một ít không? No. Những cái thứ đấy thì tôi có thể bỏ qua cho cậu. Cái thứ tôi cần là cậu để lại một chút kiến thức đi. Là sao? Là bài tập đó. Bài tập hôm qua thầy giao đấy. Cho xem kè đi. Kè à? Chứ cầm luôn mà chép này. Nhưng mà tôi chưa làm đâu, khó lắm. Là con chối à? Hay để bọn này lục cặp rồi mới chịu đưa hả? Lục đi. Các cậu dừng lại. Sang đu dây, cậu lại bắt nạt bạn học đấy à? Vớ va vớ vẩn. Đu dây cái gì mà đu dây? Tớ là Sang đu bai, cậu hiểu chưa? Tớ không cần biết cậu là Sang đu dây hay là Sang đu bai. Chỉ cần biết là hôm nay cậu lại bắt nạt Hoàng, rồi cậu đi học muộn. Nên tớ sẽ tích phạt cậu. Còn cả hai cậu nữa, cũng đi học muộn. Mỗi cậu bị một tích phạt nữa. Thế còn cái thằng Hoàng công tử này, nó cũng phải bị tích phạt chứ. À, thì Hoàng bị các cậu giữ lại nên mới không thể vào lớp. Thế nên Hoàng là trường hợp ngoại lệ. Đi, mình vào lớp đi Hoàng. Xin nhá. Cậu thiên vị đó, tớ mách thầy. Để xem là thầy tin tớ hay là tin cậu. Lúc này nhìn con bé nó xinh nhở. Đại ca, đại ca làm sao ấy? Đại ca trúng tiếng sét hành tinh rồi đúng không? Trúng cái đầu chúng mày ấy. Đi vào lớp đi, nhanh muộn rồi. Nhanh lên không nói thì cho đi dọn vệ sinh ấy. Đấy. Vậy là cậu quyết định sẽ nghe theo lời bố mẹ đi du học à? Tớ cũng không biết nữa. Tại vì từ lâu rồi bố mẹ tớ cũng muốn tớ đi du học. Tại vì môi trường bên nước ngoài tốt hơn môi trường Việt Nam. Nhưng cậu sẽ từ bỏ tất cả để đi du học. Chúng mình có biết bao nhiêu là dự định. Đã hẹn là sẽ cùng nhau vào đại học, rồi cùng nhau đi tình nguyện, đi xuyên Việt, rồi còn cả làm thêm cùng nhau nữa. Vậy là sẽ không thể thực hiện được nữa rồi. Tớ sẽ về mà. Cậu chờ tớ nhá. Ừ. Như vậy dù sao cũng tốt hơn cho cậu. Sang bên đấy cậu nhớ cố gắng học tập nhá. Tớ sẽ chờ cậu. Thằng bắt con này, chắc chắn nó sẽ đi du học rồi à. Cơ hội tới rồi. Mình phải tranh thủ lúc này để cưa đổ Trang mới được. Hôm nay vẫn chưa thấy Hoàng đến nhỉ? Hay là có chuyện gì rồi? Cô ạ? Cháu là Trang đúng không? Dạ vâng ạ. Cô có chuyện muốn nói với cháu. Đi thôi cô. Dạ vâng ạ. Cô gọi cháu đến đây có việc gì không ạ? Hôm nay cháu không thấy Hoàng đi học.
Hoàng bị ốm hay là bị làm sao hả cô? Hoàng nhà cô nó đang hoàn tất thủ tục để đi du học sớm nhất có thể. Vậy là Hoàng sẽ đi du học thật ạ? Cô hiểu rồi. Thì ra cháu chính là nguyên nhân khiến cho Hoàng nhà cô lưỡng lự trong việc đi du học. Trang này, cháu hãy luôn nhớ cháu và Hoàng nhà cô luôn luôn là hai đường thẳng song song, không bao giờ có điểm giao. Vì vậy, cháu hãy buông tha cho Hoàng nhà cô đi. Cháu đừng bao giờ liên lạc với nó nữa. Cô! Sao cô lại vô lý như thế chứ? Cô đừng có mà chuyện nọ xỏ chuyện kia nhá. Chuyện gia đình nhà cô ấy, cô tự về và giải quyết với cả con trai cô đây. Trang đấy là bạn gái cháu. Trang không có liên quan gì đến thằng Hoàng nhà cô cả. Thì ra cháu là người yêu của Trang phải không? Vậy thì cô cũng đỡ lo. Cô cũng cảnh cáo cho các cháu biết, đừng dính cái thằng Hoàng nhà cô nữa. Đừng tưởng nó là con nhà giàu mà mong hưởng lợi. Thằng Hoàng nhà cô nó sắp đi du học rồi, không còn ở Việt Nam nữa đâu. Hay ho gì, ba cái trò đi du học bằng quanh sang đấy chắc gì nó học hành. Ở đâu ấy, chơi bời lêu lỏng, rồi lại mang tiếng xấu bố mẹ ra không biết chừng ấy. Cháu muốn nghĩ như thế nào cũng được, con cô thế nào cô tự hiểu. Chỉ cần các cháu nhớ ấy, đừng dính với thằng Hoàng nhà cô nữa, thế là được. Cô đi đây. Thôi Sang, bình tĩnh đã. Cái thằng oát Hoàng công tử ở đây, nó thì có gì hơn mình nhỉ? Đẹp trai á. Nói thật á, đẹp trai anh ấy có thừa. Chả qua là nó được cái là học giỏi hơn mình thôi. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ cố gắng học hành. Nếu như mình học thật giỏi, mình sẽ tán đổ em Trang. Đến khi mà nó đi du học về thì mình với Trang đã trở thành một đôi. Mình thật là phục mình quá. Cậu uống đi. Cảm ơn cậu vừa nãy đã giải nguy cho tớ nhá. Thì có gì đâu, thì cũng là giải nguy cho cả cuộc đời tớ mà. Cái gì cơ? Cậu có ý đồ gì đấy à? À không, tớ có ý đồ gì đâu. À, bây giờ tớ muốn học. Cái gì cơ? Cậu muốn học? Nhưng mà chẳng phải cậu đang đi học à? À không, ý tớ là từ trước đến nay tớ là một thằng chơi bời, ăn chơi lêu lỏng, không chịu học hành gì cả, chả giúp ích được gì cho xã hội. Thế nên bây giờ tớ đã tìm được mục tiêu của đời mình, cho nên tớ muốn trở thành người khác. Đấy, tớ lại muốn được làm sinh viên, được đi học, được đi làm. Tớ muốn được giúp ích cho xã hội. Cậu giúp tớ được không? Wow, Sang hôm nay lạ quá ta. Chuyện tình yêu làm thay đổi cả một con người mà. Cậu nói cái gì cơ? Ý tớ là tớ thương bố mẹ tớ, đã lo lắng cho tớ nhiều rồi mà tớ chả giúp được gì cho bố mẹ cả. Được rồi, chỉ cần là cậu có ý chí thì nhất định là tớ sẽ giúp cậu học tốt hơn. Nhưng mà tớ không giúp không công đâu đấy. Tớ trả ơn cậu bằng cả cuộc đời mà. Cuộc đời của cậu thì ai mà cần chứ. Không phải, chỗ này cậu làm sai rồi. Phải đóng ngoặc kép chỗ này vào mà. Đại ca, chiều lét đi. Uầy, em vừa mới tìm được một quán ra máy ngon ơ. Sống là phải chơi, sao phải khổ đấy anh.
Thôi, hai chúng mày đi. Mà anh bảo nhá, từ giờ cấm được rủ anh đi chạy tử nữa. Nghe chưa? Vâng. Đi đi. Rồi, giờ anh lại làm sao ấy? Ừ, bày đặt học anh nghiêm túc. Định lòe ai hay gì? Trang, ừ? Cậu chỉ cho tớ cái chỗ này ấy. Khó hiểu quá, không hiểu. Thế bây giờ lại cứ chỉ bài không công mãi à? Như thế thì đâu có công bằng đâu. Tớ biết rồi nha. Đây, chuẩn bị sẵn rồi. Ăn đi, ăn nhiều vào. Ăn cho béo với cả xấu ấy. Để chả có ma nào ngó đến đâu. Cậu có định cần tớ chỉ bài nữa không? Có chứ, tớ đùa thôi. Đây, chỗ này làm như này này. Bảy điểm! Trời ơi, tớ có nhìn nhầm không? Bảy điểm này! Nhầm đâu mà nhầm, chúc mừng cậu nhá. Ban đầu tớ cứ nghĩ là cậu không ra gì cơ. Thế mà không ngờ cậu cũng ra gì phết đấy. Công nhận là cậu tiến bộ nhanh thật. Tớ mà lại. Nhưng mà thật ra là cũng nhờ công của cô gia sư đáng yêu ấy chứ. Yeah. Mà Sang này, ước mơ của cậu là gì? Ước mơ của tớ á? Hay là cậu cứ nói trước đi. Tớ thích vẽ, nhưng mà gia đình tớ không có điều kiện cho tớ học vẽ. Sau này tớ sẽ học ngành thiết kế. Tớ mong ước là tất cả các sản phẩm của tớ sẽ được trưng bày ở khắp mọi nơi. Học giỏi như cậu ấy thì thi vào đâu chả đỗ. Mà có khi ấy người ta còn mời vào ấy chứ. Không à, tớ chỉ mong là có thể học ở một trường nào học phí cũng ổn, để bố mẹ tớ bớt được nỗi lo ấy. Còn cậu thì sao? Cậu định thi vào trường nào? Tớ á? Tớ chẳng quan trọng. Trang vào trường nào thì tớ nối gót theo trường đấy. Ok. À, tớ có cái này cho cậu xem này. Hay cực. Cậu đã bao giờ nghe về trường đại học Greenwich ở Anh chưa? Ừ, Greenwich, trường đấy ở bên Anh. Được vào học ở trường đấy là mơ ước của biết bao nhiêu người đấy. Thế cậu có muốn vào trường Greenwich học không? Muốn sau này tốt nghiệp có tấm bằng của trường đại học Greenwich không? Cậu tỉnh lại đi, trường đấy ở bên Anh. Muốn vào trường đấy học thì phải sang tận bên Anh cơ. Sai, cậu quá sai. Cậu xem đây này, không cần sang Anh cũng có thể được học ở trường Greenwich nhá. Tèm tèm. Cái gì đây? Cậu nhìn đi. Hôm vừa rồi ấy, tớ có đi qua trường này. Mà điều đặc biệt cậu biết là gì không? Đấy là cậu sẽ học ở Việt Nam mà lại có tấm bằng của trường Greenwich ở tận bên Anh đấy. Cậu nói thật á? Ừ, đây này. Nói có sách, mách có chứng nha. Đấy, đây là trường học chuẩn quốc tế, học tất cả bằng tiếng Anh hết. Mà hơn nữa, giáo trình lại được gửi từ tận trường Đại học Greenwich ở tận bên UK về, xịn sò luôn. Hơn nữa, trường này có rất nhiều ngành hot luôn. Đây này, đây này, cậu thấy chưa? Ơ, có cả ngành tớ thích này. Ừ, chuẩn luôn. Mà tớ còn được biết nhá, trường này ấy còn đảm bảo đầu ra cho sinh viên. Sinh viên sau khi ra trường chắc chắn 100% sẽ có việc làm. Nào, cậu thấy chưa? Đỡ cái nỗi lo thất nghiệp của cậu nhá. Wow, tuyệt quá nhở. Ừ. Nếu thế thì không cần phải đi Anh du học nữa. Chuẩn quá chứ còn gì nữa.
Tớ nghĩ là học phí trường này cũng cao lắm. Mà cậu biết rồi đấy, hoàn cảnh gia đình của tớ, tớ nghĩ nó không phù hợp với tớ đâu. Cậu yên tâm đi, cái chuyện này ấy, thì cậu không cần phải lo. Đây nha, trường này có rất nhiều loại học bổng đặc biệt, nhất là dành cho những sinh viên đạt giải quốc gia. Mà đợt vừa rồi cậu đạt giải quốc gia môn tiếng Anh còn gì. Tớ tin chắc rằng nếu như học ở trong môi trường này với tài năng của cậu thì không sớm thì muộn cậu sẽ thành tài thôi. Đến lúc đấy nghe thì cậu thành công rồi, đừng có quên cái thằng rốt nát này nhé. Cậu nói cái gì lạ vậy? Trang này, cậu đã thay đổi cả một con người tớ. Tớ từ một đứa ăn chơi lêu lỏng, không giúp ích được gì cho xã hội, cho bạn bè. Giờ đây, tớ đã là một thằng có sức học khá, có đủ tự tin để chinh phục những giảng đường đại học. Tất cả cũng là nhờ ơn cậu đấy. Vậy nên, tớ muốn tiếp thêm sức mạnh cho cậu, để cậu có thể đủ tự tin nộp hồ sơ vào trường này. Mà hơn nữa ấy, tớ chắc chắn với cậu, tớ sẽ cố gắng làm đủ mọi khả năng của mình để có thể nối gót theo cậu vào trường này. Ok. Cậu nói thì phải giữ lời đấy nhá. Tất nhiên. Cứ cái đà này ấy, cha chắc chắn sẽ có thiện cảm tốt với mình. Sang ơi, mày sắp thành công rồi. Greenwich rồi đấy. Nhưng kể mà có Hoàng ở đây nhỉ. Giờ phút này rồi mà cô ấy vẫn còn nhớ đến cái thằng oắt đấy. Nhưng mà cũng may hôm nay là ngày nó đi du học. Giờ này chắc cũng đang ngồi trên máy bay rồi. Này, cậu lẩm bẩm cái gì đấy? Không có gì đâu. Tớ chỉ thấy vui vì hai chúng mình cùng đỗ vào một trường. Tất cả nghĩ đến tôi, tớ đã thấy vui lắm rồi. Thôi, cậu chờ tớ ở đây nhá. Tớ đi vào phòng tuyển sinh nộp gốc cái chỗ giấy tờ hôm nọ còn thiếu. Tớ chờ cậu cả đời cũng được. Vốn chỉ là vài phút. Đi đi, lên. Cuối cùng thì kế hoạch của mình cũng đã thành công. Mình phục bích sát đất. Đoán của cậu cũng hay nhờ. Hoàng, sao cậu lại ở đây? Lâu lắm không gặp, dạo này khỏe chứ? Tớ tưởng giờ này cậu phải ngồi trên máy bay đi sang Anh du học rồi chứ. Thì có vài chuyện xảy ra nên bây giờ tớ vẫn ở đây. Sao? Cậu nói cái quái gì đấy? Hay là cậu đến đây để chia rẽ tình cảm của tớ với cả Trang gì? Cậu biết đấy! Cậu có chắc là Trang vẫn thích cậu không? Hơn nữa, tớ thừa biết chính cậu là người đã gặp mẹ tớ để nói xấu Trang và nói với mẹ tớ là vì Trang đã làm lung lay ý định du học của tớ, đúng không? Cậu nói cái gì đấy? Cô ấy mà biết được, chắc chắn cô ấy sẽ rất buồn đấy. Tớ tưởng mình đạt được mục đích của mình rồi. Rồi cậu xuất hiện chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân đúng không? Hâm à, anh hùng chỉ có trong truyền thuyết thôi. Chẳng qua tớ thấy cậu đã thay đổi rồi. Và cậu cũng đã có ý chí học tập. Cậu đã giúp đỡ Trang vui vẻ hơn. Và chủ yếu là cô ấy đã nộp hồ sơ vào trường đại học Greenwich này. Nên tớ mới là người cần cảm ơn cậu. Các cậu cũng có mục tiêu riêng của các cậu. Tớ cũng có mục tiêu riêng của tớ. Cho nên bây giờ chúng ta mới tự tin trong giảng đường đại học này, đúng không? Cái gì? Cậu nói cái gì? Cậu cũng vào đây học à? Thế còn việc đi du học của cậu hoãn nó lại à?
không phải hoãn mà là hủy hẳn với ông tướng ạ. Vâng vâng, tôi sẽ sắp xếp. Anh cứ yên tâm, trong tuần này tôi sẽ thu xếp tiền để trả anh. Giờ mình phải làm thế nào hả anh? Còn làm sao nữa, dồn hết cả tiền vào để trả nợ, có khi còn phải bán cả cái căn nhà này nữa ấy. Nhưng còn cô Hoàng, thằng bé chuẩn bị đi du học, chẳng lẽ mình đành để con thiếu thốn ở bên đó ư? Thật ra lý do mà tôi thôi không đi du học nữa không phải là vì Trang. Du học là ước mơ lớn nhất của tớ. Nhưng gia đình tớ bây giờ không còn khá giả như trước nữa. Tớ cảm thấy bây giờ tớ ở Việt Nam là tốt nhất. Vậy sao? Tớ có thể giảm được rất nhiều chi phí cho bố mẹ, và có thể trau dồi tiếng Anh của tớ. Và cũng tại nơi đây, các thầy cô tạo điều kiện cho sinh viên có thể đi tham quan, đi trải nghiệm các công ty, tập đoàn lớn của nước ngoài. Nếu không có cậu thì chẳng có ai chăm sóc cho Trang cả, cũng chẳng có ai động viên Trang học. Tớ cảm ơn nhá. Thật ra thì chuyện tình cảm ấy, nó đúng là một thứ mà không thể gượng ép được. Dù cho tớ cố gắng trèo kéo, lôi kéo Trang về phía mình, thế nhưng mà trong lòng cậu ấy lúc nào cũng chỉ có mình cậu thôi. Hoàng, sao cậu lại ở đây? Tất nhiên là tớ vào đây nhập học rồi. Vậy là cậu sẽ không đi du học nữa? Có, tớ đi du học. Nhưng tớ du học ở đây này, ở clinic này này. Từ giờ tớ sẽ học cùng cậu, tớ sẽ ở bên cậu, và tớ với cậu sẽ cùng thực hiện ước mơ mà mình đã từng ấp ủ. Ok. Ừ, thôi mình đi thôi. Tình cảm, nó là thứ mãi mãi không thể miễn cưỡng được. Cho dù mình có thích Trang nhiều đến như thế nào đi chăng nữa, cô ấy vẫn không thuộc về mình. Sang, sao đây? Đi nhập học? Hai cậu cứ vào nhập học trước đi. Mình chạy ra đây có tí việc, lát nữa mình vào sau. Dậy đi. Đi. Cả ba cùng vào nhập học không ạ? Đi. Cái anh này của anh đẹp nhỉ? Đẹp mà, tao chụp mày lại. Anh. Hả? Nhìn kìa. Trông nó tạo thấy dùng mình rồi đấy. Dùng mình á? Anh dùng mình hay là anh thích nó? Tao thằng đuột này, bao nhiêu con gái thích mày kia? Gái như nó. Nhưng mà em nghĩ là có khi nó thích anh đấy. Mày đừng trêu này nữa, tao không thích đâu. Anh. Hả? Mình ra trêu nó tí đi. Cũng được đấy nhở. Đi. Này đứng kia. Đi vào đây. Các cậu làm gì vậy? Mày mù hay sao mà nhìn thấy bọn tao không làm chào đằng kia? Minh bé bỏng. Eo ơi, anh ơi, bà lồ đinh anh ạ. Kính lại còn kính không chồng nữa chứ. Eo, mắt có nhìn thấy rõ không đấy? Đến giờ vào lớp rồi, các cậu cho tôi vào lớp đi. Không có giả phạt cả ba bây giờ. Cả ba? Ai là cả ba với mày? Bọn tao ý là con của hiệu trưởng, có vào muộn kể cả là một tiết thì cũng chẳng ai dám hé răng nửa lời, nghe chưa? Đã thế thì mày đứng đây với bọn tao để xem mày sợ bị phạt hay là bọn tao sợ bị phạt nhá. Anh thôi. Ơi, nhìn cái môi này, môi hồng thể hiện cá tính. Cá tính quá, ba lô đẹp nhờ, đưa xem nào. Ba lô của tớ mà. Mày đàn ông mà, mày giỏi mày lấy đi. Ôi, ba lô này. Của tớ. Cái lợi mày ấy, đi học làm gì, ở nhà mặc váy ra xong. Mày định đến trường cua hết con trai ở trường này à? Thế thì bọn con gái nó khổ lắm đấy. Dừng lại. Minh, cậu có làm sao không? Tớ không sao nhưng mà muộn học rồi còn ba lô của tớ. Trả ba lô lại cho mình. Eo ơi,
cái gì nữa đây? Mỹ nhân cứu anh hùng à? À đâu nhầm. Mỹ nhân cứu bề đề chứ. Hai người mà đi bắt nạt một người. Các cậu tưởng như vậy là oai à? Anh này, tên sao anh lại tự tử rồi đấy? Nhìn thấy anh lại... Hai người tưởng mình là con hiệu trưởng thì ai cũng phải sợ à? Tôi không sợ các cậu đâu. Mình đi lên lớp thôi Minh. Ơ cái con này. Tại ai hết đấy. Thôi lớp đi. Đi. Linh, em nhìn kìa, chúng có tinh tứ kìa. Anh thôi đi, anh liệu mà tách con Trang ra khỏi thằng Hoàng cho em. Người mà em cần tách ra ấy là thằng Bóng ấy kìa. Bao nhiêu người đồn, chúng nó là một đôi đấy. Hết con Trang đến thằng Bóng đấy. Lần này á, em sẽ xử nó. Alo, anh đã học xong chưa? Anh có ăn gì không để em mua ạ? Dạ vâng ạ. Thế mình hẹn nhau ở chỗ cô nhé. Dạ vâng, chào anh. Sao giờ anh mới ra gặp em? Em chờ anh mãi. Vì cô giáo giữ anh ở lại để làm nốt bài tập. Mình xin đẹp của anh cho anh xin lỗi nhá. Em bắt đền anh đấy. Thế bây giờ muốn bắt đền cái gì nào? Thấy chưa? Gớm đã điệu lại còn nhũng nhĩu cơ. Cứ ỉa ra, bố ai mà chịu được. Này, đi đâu ấy hả em? Anh này, anh vuốt như thế, nó lại thích anh bây giờ. Ô, thế hóa ra đây chính là nơi mà chúng mày hay hẹn hò đấy à? Lãng mạn, tình tứ ghê đấy nhở? Thôi, bọn tôi có việc phải đi. Việc gì? Đi đâu? Đi hẹn hò à? Cho bọn này đi với. Ui em ơi, nó lườm anh kìa. Sợ thế. Đúng rồi đấy, thể hiện bản chất đi nào. Ở cái trường này ấy, có đứa nào không biết là mày gay không? Mà tao không ngờ mày hẹn hò với cả thằng Long lớp bên đấy. Anh ơi, em xin anh, giờ cả trường này mà biết thì em không học được ở đây mất. Anh muốn em làm gì cũng được ạ. Làm thế tự hại mình à? Anh ơi, giờ mẹ em mà biết thì mẹ em cho em nghỉ học mất ạ. Xin anh. Chúng mày thôi đi nhá. Tao nổi hết cả da gà lên rồi này. Anh ơi, em bảo em có ý kiến này hay này. Bây giờ ấy, bảo chúng nó ôm hôn nhau rồi mình quay lại. Nếu chúng nó mà hư, mình đem ra đe dọa bọn nó. Còn không ấy, vui vui thì up lên Facebook câu like. Mày đúng là em tao. Chuyện mình dùng tao đấy. Thật ra ấy, bọn tao cũng muốn bỏ qua cho chúng mày lắm đấy. Nhưng mà bỏ qua ấy, mọi chuyện đã như thế này rồi thì cũng cần một thứ để làm tin chứ nhở. Thứ gì vậy? Bây giờ thế này đi, chúng mày ra ngoài kia rồi hôn nhau như chúng mày hay làm ấy, rồi để bọn tao chú một bức, thế là xong. Không được. Các cậu làm như vậy là ép người quá đáng đấy. Mang người khác ra nhục mạ đấy. Thế thì chúng mày đừng có trách thoát. Mày ra đây. Cẩn thận, không làm vỡ bóng đấy. Tao đánh cho bể bóng đấy. Dừng tay lại. Các cậu quá đáng rồi đấy. Tôi sẽ báo chuyện này lên nhà trường. Hoàng ơi, cậu đừng có mà động vào mấy cái loại này. Bị lây đấy. Linh là Linh thích thẳng cô.
Các cậu càng ngày càng tắc oai tắc quái rồi đấy. Tôi sẽ báo việc này lên trường. Mày chắc chưa? Cẩn thận, người bị đuổi học ấy lại là mày đấy. Thôi Trang ạ, Trang và Hoàng đã giúp đỡ Minh nhiều rồi, thôi cứ để Minh chịu đựng. Đừng báo lên nhà trường lại rách việc ra. Cậu không việc gì phải ngại cả, việc này chẳng có gì phải ngại. Cứ để như vậy rồi chúng nó lại được nước lấn tới. Bây giờ đồng tính là chuyện bình thường mà. Lát nữa mẹ cậu sẽ đến đây, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Cậu đừng bao giờ chịu đựng một mình như vậy cả. Sao các cậu gọi cho mẹ tớ rồi? Tớ đã không được gọi cơ mà. Bọn tớ đã nói tất cả, cậu cần có người thấu hiểu, đặc biệt là mẹ cậu. Chết rồi, như thế làm sao mẹ tớ chịu đựng được? Tại sao con không nói với mẹ sớm hơn? Ô, trời ơi, lại có người đến để góp vui rồi. Này, bà là mẹ ấy, mà bà không biết thằng con trai của bà bóng lòi ra. À, giới thiệu với bà nhé, đây là chồng của con trai bà đấy. Anh ơi, nhìn cũng đẹp đôi đấy chứ nhở? Hai cậu im đi. Mẹ, chuyện không như mẹ nghĩ đâu. Này, người phải im ý, là mày đấy. Bố tao là hiệu trưởng đấy. Cẩn thận ý, tao bảo bố tao đuổi cả mày lẫn chồng mày ra khỏi cái trường này đấy. Ở trường này không chứa chấp cái loại gây lọ như mày đâu. Mình nó như vậy thì có làm sao? Mà các cháu lại phân biệt đối xử với nó như thế. Nó cũng là người cơ mà. Này, ở đây ý, không ai muốn học được cái loại người cũng như người như nó đâu. Và tôi nói với bà biết nhá, bà chuyển trường con bà đi. Không có tôi bảo bố tôi đuổi học đấy. Bố cháu có phải là ông Đinh Hồng Sơn không? Đúng rồi đấy, bà biết bố tôi kìa. Thế ta biết sợ chưa? Không ngờ ông ta lại để cho con cái thành ra như thế này. Tôi thà có một đứa con ở giới tính thứ ba còn hơn là có những đứa con hỗn hào hư hỏng như các cô các cậu đây. Bố hai cậu là hiệu trưởng, chắc cũng biết bà An đây là giám đốc, phải không? Mày đừng có mà dọa tao. Tôi là giám đốc thành lập nên trường này. Trường đây cũng chỉ là một bộ phận nhỏ trong cái dự án của tôi. Cô cậu còn nhỏ tuổi nên tôi không chấp. Nhưng tương lai của cô cậu còn rất dài. Cô hy vọng sau này các cháu làm một việc gì thì phải suy nghĩ cho thật chín chắn. Tôi nhắc lại nhé, dù ở giới tính nào cũng được quyền sống và hạnh phúc như nhau. Các cháu hiểu chưa? Này, bà đừng có đùa, không vui đâu. Nhạt nhẽo. Tại sao cháu lại cố chấp như thế nhỉ? Cháu thử gọi điện cho bố cháu xem. Rồi, tôi để xem mấy người đùa được đến bao giờ. Bà chống mắt lên mà coi này. Alo, bố à? Giám đốc của trường mình là ai nhỉ? Dạ, An ấy ạ. À, không có, dạ không có gì đâu bố ạ. Anh ơi, là bà ta thật đấy. Cô ơi, cô cho chúng cháu xin lỗi ạ. Chúng cháu thật tình không cố ý trêu Minh đâu ạ. Dạ vâng, đúng rồi đấy ạ. Cô cho bà cháu xin lỗi. Bố bọn cháu mà biết, bố bọn cháu giết bọn cháu hết ạ. Thôi được, các cháu biết lỗi và sửa sai là tốt rồi. Nhưng cô nhắc lại nhé, từ nay trở đi, nếu như cô còn nghe thấy điều tiếng gì về hai đứa thì cô không bỏ qua đâu, nhớ chưa? Vâng ạ. Vâng ạ. Chuyện con là người đồng tính mẹ biết lâu rồi, nhưng mẹ muốn con tự nói ra, vì mẹ sợ nếu như hỏi con thì con sẽ tự ái và xa lánh mẹ. Con, mẹ luôn yêu thương con dù con là người như thế nào. Mẹ xin lỗi nhá, mẹ đã không quan tâm con nhiều hơn khi con ở trường. Con không sao mẹ ạ, con còn có bạn bè. Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã luôn chấp nhận con.
trưởng cho gọi em à? Cô vào đây. Cô nghĩ thế nào về cái bảng điểm của lớp cô học kỳ vừa rồi hả? Dạ, em cũng có xem qua rồi ạ. Học kỳ này cũng có vài em bị điểm kém nên em... Thì ra cô cũng biết chuyện này. Kéo cả trường xuống cô có biết không? Mà cô biết đấy, trường mình là trường điểm, hàng năm luôn luôn đứng đầu cả nước. Bây giờ để cái trường này nó đánh gục mình rồi đấy, cô biết không? Mà cô phải thường xuyên đến kiểm tra lớp mình chứ. Mà cô không thích ở đây thì cô nói với tôi một câu. Một con sâu làm dâu nổi canh rồi đấy. Dạ, thật ra thì học lực của các em cũng đều rất là tốt ạ. Nhưng mà em không hiểu sao lần này là do em Trang. Em cũng không hiểu tại sao mà em ấy lại bị thụt lùi như thế. Bởi vì Trang học cũng khá là tốt, mà em ấy còn là lớp trưởng nữa, nên cũng rất là có trách nhiệm. Em về em sẽ tìm hiểu và khắc phục ạ. Thôi thì đừng để xảy ra rồi mới khắc phục nhá. Mà cô nên nhớ rằng chuyện này xảy ra lần nữa nhá thì cái chuyện biên chế của cô sẽ không bao giờ có đâu. Cô muốn làm thế nào thì làm. Em sẽ cố gắng ạ. Thôi, cô về đi. Em xin phép ạ. Xin lỗi cô ạ. Em cũng không muốn vì em mà làm ảnh hưởng đến thành tích của lớp ạ. Có chuyện gì khúc mắc à? Dạ, mẹ em bị bệnh mới phải nhập viện ạ. Mà nhà em cũng chỉ có hai mẹ con. Ngoài thời gian đi học ở trên trường, em còn phải vào viện để chăm mẹ. Em không có thời gian để học. Hơn nữa em cũng lo cho mẹ, nên là em không tập trung được ạ. Cô cũng rất là thông cảm với hoàn cảnh của em. Nhà trường cũng đã tạo điều kiện cho em rồi. Nhưng mà nếu cái đà như thế này thì cái khoản trợ cấp của nhà trường cũng khó lòng mà giữ được cho em. Cô cũng bị áp lực từ phía ban giám hiệu rất là nhiều. Thôi, cố gắng lên em nhé. Dạ vâng ạ, em biết rồi ạ. Thôi, cô đi nhé. Em chào cô. Cậu có vẻ thích quan tâm đến cuộc sống của tôi nhỉ? Ta bảo này, tốt nhất là mày đi về mà bán thịt xiên đi. Thịt xiên để mấy hôm ở nhà, chắc là nó thối ung lên rồi đấy. Trang, mẹ cậu không sao chứ? Mẹ Trang bị bệnh nặng lắm. Bây giờ đang nằm ở viện mà không có ai chăm sóc cả. Điểm thi vừa rồi của Trang cũng làm ảnh hưởng đến thành tích của cả lớp, nên cô giáo mới nhắc nhở. Nếu như mà thành tích không tốt hơn, chắc Trang không được học ở đây nữa. Thôi được rồi, có khó khăn gì thì Trang cứ nói với Hoàng. Trang cứ yên tâm chăm sóc mẹ đi. Đưa bài mở đây, Hoàng sẽ chép, rồi Hoàng sẽ vào viện Hoàng giảng lại cho Trang, được chứ? Hoàng ơi, Linh cũng học kém cực. Linh học mãi mới lên được lớp đấy. Hoàng kèm cho Linh đi. Linh chỉ cần chăm chỉ chép bài và chịu khó nghe giảng trên lớp là đã dư sức để lên lớp rồi mà. Này, cậu cứ yên tâm chăm sóc mẹ đi nhá. Cảm ơn Hoàng. Cảm ơn cái gì? Tớ với cậu là bạn bè cơ mà. Hoàng này, sao cậu thiên vị thế? Tớ cũng là bạn học của cậu cơ mà.
Thôi chị Linh ơi, chị về đi, muộn rồi đấy. Bố này, bố nói là sẽ đuổi con Trang đi rồi cơ mà. Ừ, đuổi thì đuổi chứ. Nó mà kiện à, rách việc mà chỗ bố còn chết ý. Bố xem mà xử lý nó như thế nào đi. Còn con ấy, lo mà học hành đi. Con nhà người ta không mất tiền, mà học thì lên lớp cũng vô vù cả. Đuổi con khó đấy. Mà con mình nhá, điều kiện học hành tử tế, nhiều gia sư, nhiều lớp. Trong trường thì nhiều điều kiện, nhưng mà lên một lớp cũng khó. Mà này, đừng có làm bố mất mặt với cán bộ ở trường này nhá. Bố này, đang nói đến chuyện cái Trang cơ mà, sao bố cứ lôi con vào làm gì? Mà ai cũng vậy nhá, cứ lôi cái vấn đề học của con vào làm gì không biết nữa. Nhưng mà chẳng phải điểm số lần này của con cao hơn nói đây, bố còn công nhận cơ mà, đúng không? Được mỗi một lần mà ra vẻ ta đề lắm ý. Không nói chuyện với bố nữa, bực mình. À, mà con quên mất, chẳng phải điểm số lần này của con Trang thấp đi đây bố. Mà bây giờ con Trang nó học kém thì trường mình sẽ không trợ cấp cho nó nữa đúng không bố? Thì bây giờ mình không chu cấp cho nó nữa thì nó sẽ phải đóng học phí. Nó đóng học phí, nó không có tiền thì nó sẽ tự khắc đi ra khỏi cái trường này. Bố nhớ. Nghe cũng được đấy nhỉ. Thế thì mình lại thêm một khoản nữa đấy. Ừ. Bố thấy con gái của bố có thông minh không? Chỉ được cái view mô là không ai bằng thôi. Con giống bố mà lại. Thôi, con đi học đây. Bye bye bố. Ấy, cái này cậu phải làm theo công thức này chứ. Ngốc thế. Ừ nhờ, thế mà Trang không nghĩ ra. May mà có Hoàng chỉ. Học nhiều làm gì? Học nhiều ấy, cuối cùng chỉ để đi bán thịt xiên thôi. Học nhiều, tốn công. Cậu trả lại vở cho tôi. Rồi mày sẽ không được bình yên như thế này đâu. Xong rồi, Hoàng sẽ chỉ bài cho Linh nhỉ? Linh nó thấy là sao? Trang cũng không biết nữa. Thôi kệ cậu ấy đi. Em chào cô ạ. Trang này, cô cũng hết cách rồi. Mọi chu cấp mà nhà trường dành cho em đều đã bị cắt rồi. Ngày mai là học cuối lớp tiểu học. Em cố gắng thu xếp nhé. Sao có thể như vậy được ạ? Tiền học phí của em luôn được miễn phí hoàn toàn. Đâu có yêu cầu gì về học lực đâu ạ. Ở trường mình, em chưa thấy trường hợp nào chỉ vì học lực kém mà bắt học sinh trong diện đặc biệt phải đóng tiền học cả. Và em cũng chưa thấy có luật lệ nào như thế cả. Luật là do thầy hiệu trưởng đề ra. Cô cũng chỉ truyền đạt lại cho các em thôi. Nếu ngày mai em không được tiền học, chắc em sẽ phải nghỉ học đấy. Cô Liên nói đúng đấy. Trường này không nuôi những đứa vô dụng. Em đi học bao nhiêu năm, luôn đạt thành tích tốt nhất trường, nhưng chẳng bao giờ thấy quà cáp gì. Vậy mà chỉ vì một điểm xấu liền tìm cách để loại bỏ em. Tư thủ cá nhân như vậy thì công bằng ở đâu ạ? Cái gì? Công bằng á? Công bằng là cái gì? Công bằng ấy nằm ở trong tay tao đây này. Cứ theo luật mà làm thôi. Tiền viện phí hàng ngày của mẹ em còn chưa biết như thế nào thì huống gì là tiền học phí ạ? Mẹ em mà biết là em bị đuổi học thì chắc là không yên tâm để chữa bệnh đâu ạ. Cô ơi, một trường có tiếng như vậy, tại sao những khoản thu chi lại mập mờ như thế ạ? Có gì sai đúng không cô? Thầy hiệu trưởng đã trực tiếp ra chỉ thị. Cô nghĩ em không nên can thiệp vào đâu, sẽ ảnh hưởng đến bản thân của em đấy. Cô đã nghĩ cách giúp Trang rồi, nhưng mà số tiền học phí quá lớn và thời gian cũng quá gấp, nằm ngoài khả năng của cô. Trang thông cảm cho cô nhá. Đây chính là hậu quả mà mày gây sự với nhầm người đấy. Tao mách cho mày một cách nhá. Trang chuyển sang cái lớp bổ túc mà học, học với mấy bạn thôi. Chuyển sang đấy, mày bị tránh ra xa, tao với cả Hoàng ra, thì tao còn bảo bố tao để yên cho. Thì ra là do cậu à? Đúng đấy. Mà cậu liệu liệu mà chỉ bài cho tớ đi.
không, dù cậu có đẹp trai đến mấy thì tớ cũng mặc kệ. Tại sao những việc như thế lại vẫn tồn tại trong trường được nhỉ? Nhắc lại cho hai người biết nhá, công bằng là ở trong tay Linh. Rõ ràng đây là lấy việc công để chuộc lợi việc cá nhân mà. Thôi được rồi, để Hoàng sẽ giúp cha. Thôi Hoàng ạ, làm như vậy lại liên lụy đến Hoàng nữa. Trang không muốn vì Trang mà ảnh hưởng người khác. Hoàng không sao đâu, Trang cứ yên tâm. Alo, bố ạ. Vâng, bố bảo hiệu trưởng xuống phòng 12A1 giúp con với ạ. Vâng ạ. À, bây giờ không làm được gì, cùng một ruột bênh nhau phải không? Gọi bố, kể cả là bố của bố ấy, ra đây thì không làm được cái gì đâu. À, tưởng chết tưởng đang ở đây. Bố ơi, có hai đứa cùng một ruột bắt nạt con. Alo, bố ạ. Vâng, chuyện là thế này. Hiệu trưởng trường con đang có ý đồ lấy việc công để chuộc lợi việc tư. Vâng. Tất cả những học sinh trong diện đặc biệt mà bố đã chu cấp, ông ta đã thu một số tiền không nhỏ bố ạ. Còn nữa, ông ta đã đút lót tiền để cho con ông ta lên lớp, nhưng không ai dám báo cáo, bởi vì là sợ thế lực của ông ta bố ạ. Vâng ạ, con chào bố ạ. Sao? Tôi bị cách chức à? Cậu là thế nào? Em là ai không quan trọng. Quan trọng là thầy và con gái của thầy đã gây với nhầm người rồi. Tất cả những lỗi lầm mà thầy đã gây ra, thầy sẽ phải chịu hậu quả. Này, sao cậu dám nói cái giọng này với bố tôi? Bố, tại sao bố lại bị cách chức hả? Mày hư lắm. Mày cứ là hư rồi. Học thì kém, không bằng ai. Mà suốt cả cuộc đời là người hành tao nhiều lắm như thế này. Bố! Cảm ơn Hoàng vì đã luôn giúp đỡ Trang. Không có Hoàng, chắc là Trang không được đi học nữa rồi. Không có gì đâu, Trang cứ yên tâm học hành đi nhá. Tớ sẽ luôn sát cánh bên cậu. Vừa ngoan hiền lại còn học giỏi, chắc chắn Hoàng sẽ thích bà. Nhưng mà ai dạ, đừng có sợ, bà là phải, bà phải tự tin lên. Hoàng ơi, Trang biết hôm nay là sinh nhật của Hoàng. Chúc mừng sinh nhật nhé. Cảm ơn cậu. Ái chà chà, tặng hẳn quà sinh nhật cái đấy. Không biết con gái của sếp tổng sẽ tặng quà gì anh nhở? Để xem nào. Con gái giám đốc sẽ tặng quà gì giá trị đây? Ôi, con đội mũ được tắt rồi. Ôi trời ơi này. Ôi giời ơi. Này, cô tưởng mình là ông già Noel hả? Sao lại như vậy? Rõ ràng lúc nãy tôi thật không ngờ cậu lại khinh thường Hoàng đến vậy. Dù gì thì Hoàng cũng là soái ca của một trường, thế mà lại bị cậu đối xử như vậy. Đúng vậy đấy. Miệng thì nói là thích người ta, thế mà lại cứ đi khinh thường người ta đến như thế. Đúng là xấu người xấu cả nết mà. Chuẩn luôn. Trời ơi, mặt thì đầy mụn, người thì xấu, thế mà còn đòi đú theo đuổi soái ca của trường. Này,
sao cậu không cầm cái gương mà soi lại cái mặt của mình đi, xem có xứng không? Không phải vậy, rõ ràng lúc tôi đưa quà cho cậu gói hộ là đồ khác cơ mà, sao bây giờ lại thế này? Đừng có lấy chúng tôi ra làm cớ chứ. Này, cô tưởng tôi với cô thân nhau làm sao? Cậu không biết à? Có những cái loại người ấy, đã xấu lại còn không biết tự phấn đấu đâu đấy. Cái loại này ấy, lúc nào cũng ảo tưởng về mình, nhưng mà lại không bao giờ chịu nhìn lại bản thân mình. Đúng là xấu ma chê quỷ hơn mà. Hai người có vẻ vui nhờ. Tôi nhớ không nhầm thì cô ấy là bạn thân của cô đấy. Thân á? Có mà thân ai người lo ấy nhờ. Đúng đấy, chơi với nó có mà ba đời cũng không hết xấu hổ đâu. Hai người đúng là ngày trước thì bám lấy Trang để lấy tiền tiêu pha, xong thầy nói gì, bây giờ đạp người khác xuống để đứng lên, không thấy bản thân mình thấp hèn à? Sao vẻ cái gì chứ, cũng chỉ là con loài quỷ quân tử thôi nhá. Đúng đấy. Thôi mình đi bán cái đồng hồ lấy tiền đi chơi đi. Được. Yeah. Chị uống nước. Ai đây? Ngọc à, cậu cũng làm ở công ty này sao? Đừng có làm như chúng ta thân quen nhau lắm. Tôi đâu có quen với một người xấu xí như cô nhỉ? 10 năm qua tuy cô cũng đã đỡ hơn rồi đấy, nhưng mà ấy, dù cô dùng son phấn cũng không thể che đi được cái mặt toàn mụn nám của cô đâu. Xem ra cậu cũng không thay đổi gì nhiều nhỉ. Tôi đây thì vẫn xinh đẹp, giỏi giang như xưa thôi, chứ đâu như ai kia đã xấu là còn phải suốt ngày vác hồ sơ đi xin việc khắp nơi. Thật đáng tiếc cho cô. Công ty của chúng tôi tuyển nhân sự cũng phải tuyển có người có nhan sắc một chút chứ, người như cô ấy không xứng đáng với công ty tôi đâu. Vậy sao? Bây giờ cậu làm gì ở công ty này? Tôi đây là thư ký của giám đốc nhân sự. Thôi, nể tình là chỗ quen biết. Ở công ty tôi còn một chân lao công đấy, cô vào làm cũng được. Hôm nay tôi đến đây để gặp tổng giám đốc của công ty này, chứ không phải là đến để xin việc. Kinh thật. Cô cũng biết bây giờ Hoàng làm tổng giám đốc á. Này, cô đã quên bài học năm xưa rồi à? Hả? Cảm ơn. Bài học đấy rất là đắt giá và khiến tôi có một cái nhìn khác. Biết thế sao còn đến đây? Cô định dựa vào cái bộ mặt toàn mụn thâm xì được che phủ bởi lớp phấn son của cô á? Đừng có nằm mơ nữa, cô mau cút đi đi. Cô muốn đuổi tôi mà không sợ giám đốc của các người sao? Ở đây tôi làm chủ được, cô đừng có mà ở đây cản trở công ty của chúng tôi nữa. Chúng tôi cũng phải làm ăn. Cô có chắc chắn là muốn đuổi tôi đi không? Đúng vậy, cô mau biến đi đi. Nhìn cô ấy, tôi đã thấy xui xẻo lắm rồi đấy. Cô đuổi ai đi? Tổng giám đốc, sao lại ở đây ạ? À? Tôi đến đây là để gặp đối tác ở công ty. Thế bây giờ tôi đi đâu tôi cũng phải xin phép cô à? Dạ, không phải ạ. Nhưng mà anh ơi, đối tác của công ty chúng ta đã đến đâu ạ? À? Ai bảo chưa đến? Chẳng phải đây là đối tác sao? Ý anh là... Đúng vậy, Trang chính là giám đốc của công ty Thuận Tú, là đối tác làm ăn lớn của chúng ta lần này. Sao có thể như thế được? Cô ta... Vì sao mà không được? Thái độ của cô ngày hôm nay khiến cho tôi rất thất vọng. Bất kể khách hàng nào đến công ty cũng cần phải được tiếp đón tử tế. Đằng này Trang lại còn là bạn học của cô. Cái loại đạp thấp nịnh cao như cô, công ty tôi không thuê nổi. Từ mai cô không phải đi làm nữa. Anh, cô ta. À, cái này cũng phải nhờ chuyện 10 năm trước của cô khiến tôi phấn đấu. Nhờ vậy mà Trang cũng cởi bỏ được phòng bị của mình. Cô thích tớ thật à? Thật ra hôm nay tớ muốn hẹn cậu ra ngoài.
là để tặng cậu cái này. Cái này là... Tớ biết, cậu tự tin về ngoại hình của cậu. Chỉ tớ ngày trước cũng thế. Nhưng cậu hãy đến đây đi, đảm bảo cậu sẽ tự tin hơn rất nhiều đấy. Nhưng mà tớ... Sang với Ngọc không có ý tốt gì với cậu đâu. Cậu đừng chơi với hai người họ nữa. Thật ra... tớ cũng rất thích cậu. Cậu nói cái gì cơ? Tớ thích cậu. Nhưng... nhưng mà do mặt của tớ xấu đúng không? Tớ đã thử rất là nhiều cách rồi, nhưng mà đều không có hiệu quả. Không phải, chúng ta vẫn còn trẻ. Tớ muốn xứng đáng với cậu. Tớ muốn có sự nghiệp để có thể lo được tương lai cho hai chúng mình. Tớ... Cậu nghe tớ. Nếu cậu không tự tin về vẻ ngoại hình của cậu, thì cậu hãy đến đây đi. Và chúng ta có thể cho nhau thêm thời gian để có thể hoàn thiện mình hơn được không? Được.
anh tặng em. Trang, em đồng ý làm vợ anh nhá. Bà hôm nay kinh thế. Sợ ai à? Dọa cậu đấy. Đang nẫu hết cả ruột lại còn trêu người ta nữa. Biết rồi. Đùa tí cho vui thôi. Ai ngờ ăn nguyên quả giận. Nào đâu, xem nào. Thôi, đừng có nhìn nữa. Ngại chết đi được. Căng nhờ. Mà này, tớ bảo là trường mình sắp có cuộc thi nữ sinh thanh lịch đấy. Cậu tham gia nhá. Cậu bị hâm à? Nhìn mặt mũi tớ thế này thì thi thố cái gì? Lại còn là nữ sinh thanh lịch nữa. Không tham gia đâu. Ơ, sao? Này, cậu đã học giỏi có tiếng trong trường rồi, lại còn hát hay, xinh đẹp nữa. Chẳng qua là mặt hơi có tí mụn thôi. Tham gia nhá. Lớp mình cũng nhiều bạn nữ xinh đẹp với cả tài năng mà. Thôi, nhường cơ hội cho họ tham gia. Không được. Năm nay cuối cấp rồi, cậu phải làm cái gì hoành tráng, để còn kỷ niệm chứ. Bỏ cuộc làm sao được. Tớ là tớ đề cử cậu đi thi. Nhất trí thế nhá. Nhưng mà tớ... cả trường mình đang háo hức cuộc thi nữ sinh thanh lịch. Eo ôi, tiếc nhở. Phận làm tấm chắc ở nhà nhặt thóc thôi. Cậu và ai nhặt thóc? Các cậu cứ chờ xem. Xấu như thế này mà cũng bảo bọn tôi chờ xem á? Hay là chờ để các cậu làm trò cười cho cả trường đấy. Này, nói thật nhá, sân khấu trường này không phải chỗ cho dân thường các cậu chen chân vào đâu. Đã xấu là còn thích thể hiện. Bố tôi mà hô một câu ý thì các cậu biết quán quân thuộc về ai rồi đấy. Thế nên ý, an phận đi nhá. Đỉa. Mãi mãi vẫn chỉ là đỉa thôi. Các cậu đừng có nghĩ là đu được chân hạc mà biến thành hạc nhá. Mơ đi. Các cậu vừa phải thôi. Trang chưa chắc đã thi đâu. Các cậu đừng có cậy bố các cậu làm to rồi mạnh miệng. Này, tôi tin ban tổ chức đều công bằng cả. Còn các cậu muốn tranh với Trang ấy thì phải xem vào tư cách của các cậu có đủ để Trang bận tâm để thi thố hay không. Mạnh mồm gớm nhở. Được, để tôi chờ xem cậu ta có dám vác cái mặt như nền mặt trong lên sân khấu không nhá. Đi thôi. Tức thật đấy, cái bọn cậy giàu có quen biết bắt nạt dân thường. Trang, cậu phải làm cho chúng nó tâm phục khẩu phục mới được. Tớ tin cậu. Cậu tin tớ thì làm được gì? Ngọc nói đúng, tớ không nên tham gia cuộc thi. Cô đã quyết định là cử cậu với Ngọc đi thi rồi còn gì. Cậu vừa giỏi vừa hay, Ngọc được mỗi cái vẻ bề ngoài. Cậu bận tâm lời cậu nói làm gì. Cố lên. Cố thế nào bây giờ? À, hôm đi thi, cậu trang điểm đậm một tí, che mấy cái mụn với vết thâm này lại, sẽ ổn cả mà. Yên tâm, mặt cậu không thua kém ai đâu. Tin tớ đi, cậu sẽ chiến thắng. Đúng là bạn tốt, tớ sẽ vì cậu mà cố gắng. Phải vậy chứ, thế mới là Trang chứ. Đâu dễ dàng bỏ cuộc khi chưa bắt đầu, phải không nào? Fighting! Cậu thấy chưa? Tớ đã bảo rồi mà, quán quân có thể sẽ thuộc về cậu đấy. Nhưng mà tớ vẫn thấy hồi hộp thế nào ấy. Còn chung kết nữa, tớ chỉ sợ mọi người biết tớ trang điểm đậm thôi. Làm thế nào bây giờ? Ui, con gái thời nay ai chả trang điểm. Mà cậu chỉ đánh che khuyết điểm thôi,
có làm lố gì đâu mà sợ mọi người phát hiện, đúng không? Ừ, phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, cố lên. Đúng rồi, cố lên. Ôi, Trang ơi, sao không Trang ơi? Ôi, xem nào, bỏ tay ra. Ôi, Sang ơi là Sang. Cậu ấy đã mất công trang điểm đậm để che đi mấy cái mụn đáng ghét trên mặt. Cậu làm gì mà lau trôi hết cả rồi ấy kìa. Để lộ ra cái mặt mộc toàn mụn là mụn. Tôi chết, tôi nhớ lời. Mà cậu ấy là nữ sinh thanh lịch thì mặt làm sao có mụn được nhờ. Đâu, xem nào. Các cậu cố tình đúng không? Ôi, chết. Tại tôi đi, tôi không để ý. Mà cũng do cái mụ ngọc này. Mụ cứ xinh quá cơ. Tôi đi đường, tôi cứ mải ngắm mụ ấy. Tôi không để ý thế, hai người đi đường ấy. Sorry Trang nhá. Mà mặt Trang đầy mụn như thế này mà cũng can đảm để đi thi nữ sinh thanh lịch cơ á. Mà thế nào lại còn vào tận vòng chung kết cơ đấy. Ui, chắc ban giám khảo lại có cái gì gian lận rồi à? Chứ ai lại để nữ sinh thanh lịch mặt đầy mụn như thế này. Cậu! Sao? Cậu muốn đánh tớ à? Ôi, tớ lại sợ quá cơ. Mà cậu ấy, cậu nên biết thân phận của mình vào một chút. Trèo cao quá ấy, mà đau đấy. Phận làm tấm suốt đời đáng thương nhỉ? Đi thôi, đi rồi. Ơ, sao các em lại đứng đây? Dạ, là do... Bọn em được tám chuyện thôi ạ. À, ra thế. Ơ, sao mặt với váy em ướt thế này? Vừa nãy em đi tẩy trang, vô tình bị nước té vào người. Lát nữa là khô thôi ạ. Thế mà cô tưởng có chuyện gì? À, hôm nay em thi khá là tốt. Ban giám khảo rất là khen em và có khả năng em là quán quân đấy. Cố gắng lên nhé, tập luyện kỹ lưỡng cho tiết mục chung kết. Thấy chưa, tớ đã bảo cậu khả năng mà. Vui lắm cô ạ, em sẽ động viên bạn để cố gắng ạ. Có thể em sẽ không thi nữa đâu ạ. Ơ, sao thế, đang tốt thế cơ mà. Ơ, cậu bị hâm à? Mọi người đang kỳ vọng vào cậu đấy, tại sao lại bỏ cuộc? Này, đời cậu chứa đất à? Em thấy em không xứng đáng với danh hiệu nữ sinh thanh lịch. Em xin rút khỏi cuộc thi ạ. Vì mấy nốt mụn trên mặt khiến em tự ti vậy à? Em thấy còn nhiều bạn xứng đáng hơn em. Em rút khỏi cuộc thi chỉ là để nhường cơ hội cho những bạn khác. Có gì đáng tiếc đâu ạ. Trời ạ, cô nương ơi, gì mà bi quan thế? Mấy nốt mụn mà khiến cho học trò ngoan của cô day dứt thế à? Quan trọng là em không xấu. Em xứng đáng là nữ sinh thanh lịch của trường. Em vừa học giỏi, vừa hát hay, lại ngoan nữa. Đây, cô gần tuổi này rồi, cũng nhờ cái chai thần thánh đây mà mới có được làn da đẹp như thế này đấy. Cô đảm bảo với em, sau một tuần sử dụng, những nốt mụn trên mặt sẽ nói lời tạm biệt với em. Thật ạ, em cảm ơn cô. Nhất định em sẽ vì cô, vì các bạn tin yêu mà cố gắng hết sức ạ. Đây, trên chai cũng có hướng dẫn sử dụng, em đọc và làm theo nhé. Chúc học trò của cô sớm có diện mạo tự tin và xinh đẹp nhé. Em cảm ơn cô nhiều ạ. Alo, ban tổ chức ạ? Vâng ạ. Sao cơ? Sao lại để mặt mộc thi được ạ? Để mặt mộc thì có gì ấn tượng nữa ạ? Mặt mộc thì học sinh trường mình thấy mỗi ngày rồi. Đến nữ sinh thanh lịch mà không được make up tí thì có gì để xem ạ? Vâng. Đã biểu quyết toàn hội đồng ban giám khảo thế rồi thì em có ý kiến gì nữa ạ? Dạ vâng, để em báo lại cho thí sinh ạ. Vâng. Chả hiểu ai nghĩ ra cái ý tưởng để mặt mộc để thi nữa. Thôi, em cố gắng về sử dụng sản phẩm, tập thành cho tốt nhá. Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ. Thôi cô đi nhá. Vâng, em chào cô ạ. Tớ nghi vụ này là do Ngọc nhờ bố cậu ấy bảo với hội đồng ban giám khảo đấy. Không có bằng chứng thì bọn mình không nên nói bừa. Dù sao tớ cũng phải lo diệt mấy cái nốt mụn này đi đã. Chứ để mặt mộc thế này thì có mà. Tớ nói không sai đâu, Ngọc ganh đua cậu như thế cơ mà. Với lại, bố cậu ấy còn quen với hiệu trưởng nữa. Có khó gì mấy cái chuyện mà làm khó cậu đâu, đúng không? Tớ không quan tâm đâu. Tớ tin cậu sẽ là quán quân. Cố gắng lên nhá. Ừ, cảm ơn cậu. Đi thôi.
Trời ạ, ngồi yên đi xem nào. Đau đầu với cậu chết đi được luôn ý. 3 ngày nữa là diễn ra vòng chung kết rồi. Mà cậu nhìn đi, mặt tôi như thế này thì đi thi kiểu gì nữa chứ. Thì gọi lại bố cậu đổi lại nội quy là được chứ gì. Cho thí sinh make up thi, chứ bán kết con Trang nó còn make up đậm loẹt để che khuyết điểm. Cậu mới mọc tí mụn mà đã lo rồi. Cậu thì biết cái gì chứ. Mà để tôi gọi điện cho bố tới được. Alo bố ạ. Bố ơi, bố giúp con một lần này nữa được không ạ? Chuyện là thế này bố ạ, 3 ngày nữa diễn ra vòng chung kết. Mà hôm trước con có nhờ bố nói với hội đồng ban tổ chức là thay đổi nội quy, không cho thí sinh make up. Bây giờ đổi lại là bắt buộc thí sinh make up được không hả bố? Không được hả bố? Bố, alo bố ơi, chết rồi làm sao bây giờ? Đúng là cố hại người rồi lại tự hại bản thân đấy mà. Thôi, cậu lo cái gì? Trang nó còn nhiều hơn cậu mà nó vẫn thi hết sức đi thôi. Cậu mới nổi tí chắc không ai để ý đâu. Sao mặt cậu lại? Hôm trước vừa mới khinh rẻ Trang mặt mụn xấu xí cơ mà. Hôm nay nàng mụn lại ghé thăm cậu rồi à? Sao mặt cậu lại hết mụn được? Cậu đang lo lắng về đêm chung kết chứ gì? Mụn à? Chuyện nhỏ. Tớ nhờ có sản phẩm này mà sạch mụn trong vài ngày đấy. Ôi, thần kỳ vậy á? Tớ được người khác chia sẻ nên là bây giờ tớ chia sẻ lại với cậu. Mong là chúng ta sẽ có một cuộc thi bình đẳng. Cảm ơn cậu nhá. Vậy mà tớ lại không tốt với cậu. Cậu hát hay lắm. Tớ hy vọng là cậu sẽ có một phần thi ấn tượng. Cảm ơn cậu nhá. Đi thôi. Cảm ơn phần trợ diễn hôm nay của cậu. Tớ làm sao bỏ rơi cậu được. Cậu rất xứng đáng với danh hiệu quán quân nữ sinh Thanh Lịch mà. Cảm ơn cậu. Hôm nay cậu làm tốt lắm. Chúc mừng cậu nha. Tiếc quá, phần dự thi hôm nay của cậu cũng rất là ấn tượng. Cảm ơn cậu. Nhờ có cậu mà tớ mới tự tin đến như thế đấy. Không có gì, hôm nay cậu cũng đã rất là cố gắng mà. Chúc mừng cậu nha. Chồng. Này, tôi nói thật nhá, tôi đẹp trai hơn cái thằng Hoàng kia nhiều. Gì? Gớm, nhìn gì mà chăm chú đấy? Nằm dai đẹp.
Lại Hoàng à? Tôi đã nói bao lần rồi, Hoàng nó không đẹp trai bằng tôi đâu. Trời trời ơi, ông á không bằng một móng tay của Hoàng đâu nhá. Đâu? Này, có phải ông chưa thân với Hoàng không? Giúp tôi đi nhá. Giúp cái gì? Thì ông kết nối cho tôi với Hoàng ấy nhá. Kết nối kiểu gì? Thì bây giờ ông hay đi cùng Hoàng, ông phải chịu khó nói tốt về tôi với Hoàng vào. Nói tốt như thế nào? Thì ông bảo với Hoàng là tôi là một người xinh đẹp này, thùy mị này, nết na này. À, mà ông nhớ bảo là tôi rất thích đọc sách nhá. À không. À, bảo tôi là một đứa mọt sách. Ngọc ơi, ôi, bà phải xem lại mình đi chứ. Trong cặp thì lúc nào cũng toàn son với chả phấn, làm gì có sách vở đâu mà đòi mặt sách. Trời ạ, thì ai bắt ông khai thật đâu. Ê, ông cứ giúp tôi cái vụ này đi. Nếu mà thành công á, tôi sẽ trả tiền mai mối trong thật hậu hĩnh nhá. Thôi, giờ thống đi đi. Đi đâu? Thì đi kết nối tôi với Hoàng ấy, đi nhá. Vâng, nghe bảo tôi chăm đấy. Giải khuây tí thôi. Tôi chưa thấy ai đàn ông như ông giải khuây bằng cách đọc sách đâu. Không cẩn thận ấy, thành mọt sách là hỏng hết đời trai đấy. Sao lại hỏng đời trai? Thì ông cứ đọc sách mãi, chả kiếm em gấu nào để mà tán tỉnh. Thế thì là hỏng đời trai chứ làm sao. Thôi, không phải lo cái chuyện đấy đâu. Thích kìa. Công nhận cái gu thẩm mỹ của ông đặc biệt phết nhỉ. Bảo tôi ra đây ngồi nói chuyện với bà cho nó vui. Tôi cần Hoàng chứ đâu cần ông Thế Thân đâu. Ông ơi. Đi. Hoàng thích cái con bé nhà nghèo kia á. Đâu? Cái kìa. Đừng nói chuyện cái kìa. Thì tôi thấy là Hoàng thi thoảng cũng để ý đến con bé đấy. Sao không bảo với tôi? Cái con bé đó thì có cái gì đâu mà Hoàng thích chứ? Được rồi, để xem ai hơn ai. Động vào đầu con này thì động phải tổ kiến lửa rồi đấy. Bà làm cái gì đấy? Ra đây, ra đây, ra đây. Bỏ tay tôi ra. Gươm, bỏ ra. Ôi, gì? Này, tôi vừa phát hiện ra một bí mật động trời không ạ?
đậm đặt à? Tôi không đùa đâu. Thế làm gì có ai đùa với bà? Bà cứ hùng hổ như là động đất đấy. Có chuyện gì mà bà cứ sốt hết cả xình xịch lên đấy? Tôi vừa phát hiện ra cái con bé nhà nghèo mà Hoàng thích á. Có chuyện gì thì bà nói luôn đi. Bà cứ sồn hết ca lên đi. Này, chân con bé đấy toàn lông thôi ông ạ. Lông á? Nó nhỏ thôi. Thật bảo sao á, nó suốt ngày kín mít từ đầu tới cuối chân ấy. Đúng, suốt ngày kín mít từ đầu tới chân. Đã thế lại lúc nào cũng ném nép một mình cơ. Này ông ơi, tôi đang có cái ý định này, ông xem được không nhá? Bà định làm thế thật á? Chứ còn sao nữa, tôi phải cho Hoàng thấy được cái sự thật đằng sau cái lớp áo chống nắng kín mít kia của nó. Đảm bảo nhá, sau khi Hoàng biết sự thật, Hoàng sẽ bỏ ngay cái định thích nó, quay trở về với tôi thôi, ok không? Thế nhưng mà tôi thấy làm như thế là hơi quá đấy. Quá bây giờ quá. Một khi con này đã thích ý, thì đừng có ai động vào. Nhưng mà tóm lại là ông có giúp tôi không? Hay để tôi tự làm đây? Thì làm. Thế nhưng mà tôi cứ thấy tội cho... Tội lỗi. Ông lúc nào cũng tội lỗi. Thì bây giờ nhá, ông cứ thử nhìn người mình thích đi nhòm ngó người khác xem cảm xúc ông thế nào. Thì người tôi thích cũng đang đi... Thôi, dẹp cái người yêu của ông lại. Bây giờ trước hết là ông giúp tôi đã. Nhá. Này, hôm nay là thứ hai, phải mặc váy đồng phục. Cơ hội của mình đến rồi đấy. Tôi cứ thấy tội kiểu gì ấy. Tội cái gì mà tội? Sao ông ngốc hả? Mà này, ông đừng có nhụt chí nhá. Không thì là chết với tôi đấy biết chưa? Được rồi. Ê, dạ em chào cô tổng phụ trách ạ. Dạ vậy chào cô. Cô đi kiểm tra này hết đồng phục đấy đúng không ạ? Ôi Trang ơi, Trang là người rừng à? Ôi dồi ôi. Thế này mà cái thằng Hoàng nó cũng thích được. Ê, ý đồ này, chân có nhiều đâu. Thôi, chê chắn làm cái gì? Cha mẹ sinh ra thế nào ấy thì cứ như vậy mà sống đi. Mà ấy, cậu ấy đúng là cái đồ khỉ đột chưa tiến hóa hết mà. Nhìn cái đám lông kìa, phát khiếp lên được ý. Đằng nào thì ai cũng sẽ biết thôi. Trang cứ để đấy tớ cầm hộ Trang cho. Đây là chuyện của tôi, tại sao hai người lại cứ... Làm sao á? Chính mày đã cướp người yêu của tao. Mày còn hỏi tại sao á? Sao mày không tự nhìn lại cái bản thân của mày đi? Có ra người không mà đòi với cao hả? Tao không hiểu hai người nói chuyện gì cả. Thôi, đừng có giả bộ ngây thơ nữa cô em ơi. Còn giả bộ làm nai á. Con này nhá, làm cáo lâu rồi. Hoàng ơi. Này. Ôi, cậu thấy tận mắt chưa? Trang là người rừng đấy. Hai người thôi đi. Ai cũng có điểm mạnh điểm yếu riêng của mình. Đừng có lôi người khác ra làm trò đùa như thế. Mình vừa mới cạo tuần trước, sao lên nhiều thế này nhỉ? Làm sao để xử lý đám lông này bây giờ? Tôi xấu hổ quá đi mất. Sao có thể như thế đâu chứ? Tại sao họ lại thích cái con bé nhà nghèo lại còn xấu xa như thế đâu chứ? Được rồi, cậu đừng như thế nữa. Cảm ơn Hoàng về chuyện hôm trước nhé. À,
Trang dùng thử cái này đi, rất tốt đấy. Đây là... Đây là kem tẩy lông SOV. Dùng để tẩy lông tại nhà an toàn, hiệu quả, không đau rát. Bạn của Hoàng dùng cái này rất tốt nên giới thiệu cho Hoàng. Tẩy sạch lông trong 10 phút thôi. Trang có thể mang theo tiện dùng mọi lúc mọi nơi. Trang sợ sẽ mọc lại nhiều hơn. Trang yên tâm đi, bạn Hoàng đã dùng rất nhiều rồi và bảo lông sẽ mỏng và thưa hơn sau mỗi lần sử dụng đấy. Kem tẩy lông SOV có nhiều thành phần dưỡng da, làm se khít lỗ chân lông và làm trắng sáng, mịn màng làn da. Cảm ơn Hoàng. Thấy Trang như thế này, Hoàng không ngại à? Ngại gì đâu Trang. Vấn đề này nhỏ mà lại do cơ địa của mỗi người nên mình tìm cách giải quyết là được mà. Trang cũng tự tin lên nhá. Thay lời cảm ơn thì Trang đồng ý làm bạn Hoàng nhá. Trang... Bạn bình thường thôi. Vì Hoàng nhận ra là Trang cũng có sở thích đọc sách giống Hoàng đấy. Dạo này quê nào trồng nắng suốt nhở? Lại trêu Trang rồi. Đấy, người đẹp như này cơ mà. Trước kia lúc nào cũng sù sụ cái áo trồng nắng. Mất hết cả vẻ đẹp của người phụ nữ đi. Tất cả là nhờ kem SUV mà Hoàng tặng đấy. Bây giờ Trang đi đâu cũng mang nó ở trong túi. Mà bây giờ Trang mới phát hiện ra Hoàng cũng là kiểu nịnh bợ đấy nhở. Hoàng nói thật đấy. Mà này, từ giờ nhá, đừng có tự ti về điểm yếu của mình nữa, nhớ chưa? Con bé đó thì có cái gì hơn đâu chứ. Thôi được rồi, con có Sang ở đây cơ mà. Ông á? Ừ. Ông có cái gì thú vị? À, tôi không có cái gì mà bù lại được cái đẹp trai này. Ôi trời ơi, tỉnh lại đi ông ơi. Ơ kìa, Ngọc, đợi tôi với.